Ngay giữa lửa giảm giá kinh hoàng, sự kiện mua sắm được hàng triệu người trông đợi tại Điện Máy Chợ Lớn. Người ấy là ai? Năm chàng trai độc thân hoàn hảo đều khẳng định tôi là người độc thân. Nhưng trong số họ, ai là người đã có chủ? Còn độc thân hay thuộc giới tính thứ ba? Tính cách của anh hơi giống mẹ một tí, thế nên mọi người gọi anh là Thanh Ngoan. Anh kinh doanh chủ nhà hàng tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Anh muốn lưu giữ những khoảnh khắc trong cuộc sống như cách mà anh trân trọng mọi thứ xung quanh mình. Anh là người không bao giờ che đậy những cảm xúc của mình. Anh đến với chương trình này tìm kiếm một nửa của mình. Dạ, xin cho hỏi phụ huynh bữa nay menu tươi không ạ? Quá tươi, phụ huynh muốn xỉu luôn. Để giải mã tình trạng thực sự của họ là sự giúp sức của bốn cố vấn tình yêu, Hoa hậu Hương Giang. Cuộc sống này còn hy vọng là còn cơ hội đúng không ạ? Giật nắp tương trúng cầu Trương Dương. Đây! Ca sĩ Phương Thành. Cái này là cảm xúc đầu tiên khi chưa nhìn cái clip đó. Nghĩ là giới tính thứ ba. Nhưng mà sau khi coi clip xong rồi thì thấy là độc thân chưa có chủ. Đó! Ca sĩ Kim Thế Bình. Em á, cái bản chất em là đàn ông, nhưng tại vì là em chải chuốt, em ăn mặc, nó thành giống như là giới tính thứ ba vậy. Em xin được phản bác Trương Thế Vinh bằng một câu duy nhất thôi. Oppa! Ái Phương, diễn viên Thúy Ngân. Người đàn ông mà có người yêu rồi thì sẽ không cho tham gia những chương trình này đâu. Anh hãy là em bất ngờ đi anh. Liệu vẻ đẹp của những nam thần này có đánh lừa được mọi suy đoán? Và bộ số này LGBT khó nè. Nhưng trước hết, hãy cùng làm quen với nhân vật chính của ngày hôm nay, người đẹp Tuyết Anh. Xin chào, mình tên là Huỳnh Tuyết Anh. Hiện tại thì mình đang cùng các bạn của mình kinh doanh quán cà phê. Và ngoài ra thì mình có làm diễn viên tự do. Năm vừa qua thì là một năm khá thuận lợi với mình, khi mà quán cà phê của mình kinh doanh thuận lợi. Và cũng may mắn xuất hiện trong một số phim điện ảnh năm 2018 vừa qua. Về tính cách thì mình khá là mạnh mẽ. Mình thích chơi những cái môn thể thao mạo hiểm, thích học về võ thuật. Anh có một cái cuộc tình 4 năm thì hai đứa quen nhau khi mà làm việc chung một công ty. Thì mọi chuyện nó cứ bình thường cho tới một ngày. Trong cái lúc mà tụi mình làm việc với nhau thì anh có rất là nhiều áp lực từ gia đình, từ bạn bè rồi từ mọi thứ. Nhưng mà thay vì cái việc mà anh chia sẻ với mình thì anh không. Anh chọn là việc là anh sẽ giải quyết một mình bằng việc là anh đi tham gia một cái khóa thiền. Xong rồi khi mà anh trở về thì anh hoàn toàn là một con người khác. Anh tập trung để giải quyết cái vấn đề của anh đến mức mà mọi thứ xung quanh của anh không còn luôn. Mình cũng bị mờ. Chị chỉ dám nói, mình chỉ dám đổ lỗi là nó hết duyên thôi, chứ mình không có bất cứ một cái gì giải thích được cho những cái hành động đó. Rằng người yêu mình sau khi quen mình 4 năm thì đi tu. Nó không có cái gì để giải thích cho cái việc đó bằng cái việc là hết duyên. Thực sự là khi mà chia tay cái mối tình này, bản thân của mình mất một khoảng thời gian rất là lâu để mình quên được nó. Bây giờ thì mọi thứ nó đã ổn hơn. Mình nghĩ là nên có một cái bước mới. Và mình đến với chương trình này, mình hy vọng rằng là mình sẽ chọn được cái bạn nam mà đúng người, đúng thời điểm. Và mình sẽ có cơ hội tìm hiểu bạn đó. Và thưa quý vị, cô gái của chương trình Tuyết Anh. Dẫu cho anh là ai hay để ta nhìn thấy nhau, người sẽ khiến cho xinh quá rất là xinh. Tại vì chương trình mình cũng chủ yếu là mang đến được những cái gọi là chân thiện mỹ đó, nên cái yếu tố thẩm mỹ nó cũng rất là quan trọng. Mang tiếng là một cái game show thôi, nhưng mà chúng ta đang làm một cái chuyện nghiêm túc, giúp cho những người mà người ta thật sự là có cái khát khao gặp được một cái người đàng hoàng, tử tế. Và ít ra thì chúng ta cũng có được cái sự chọn lọc đàng hoàng.
Em có thể chia sẻ với mọi người một tí về em và mẫu người đàn ông lý tưởng của em là gì? Em tên là Huỳnh Tuyết Anh. Em thì thích mấy cái môn thể thao hồi nhỏ thì học võ rồi. Nguyên gia đình em ai cũng học võ hết. Đai cỡ nào? Dạ em đai đen. Trời ơi, em đai đen rồi đó hả? Dạ. Ra ngoài đường mà không biết mà ghẹo em chắc chết với em quá thiệt á. Chị cũng tứ đai huyền đẳng môn Gây lộn hả? Karaoke. Thế Đăng ơi, cứ lúc nãy ra trong đoạn clip của em thì có nghe em chia sẻ rằng là yêu 4 năm đúng không? Thì sau một khóa thiền à? Là anh ta không có vương vấn dương gian nữa đúng không? Sau khóa thiền đó thì cái lúc mà anh về nhà thì anh có làm một cái kim tự tháp. Xong rồi anh ngồi trong kim tự tháp anh thiền hoài luôn. Xong rồi em cứ lâu lâu em chọc con chó vô để làm cái sự chú ý á. Nhưng mà anh không có động tĩnh gì, anh không ăn luôn. Anh cứ thiền hoài luôn. Quen bao lâu thì anh vào thiền? Quen khoảng 2 năm. Sau đó là anh ấy cũng không nói lời chia tay mà tự em cảm thấy không chịu được hay là như nào? Khoảng thời gian đầu thì em không có tin, cho nên là em cứ nghĩ là chắc là anh áp lực quá rồi anh thiền xong rồi thôi, anh cũng bình thường trở lại. Xong rồi là anh cứ đi nước ngoài anh thiền. Nhưng mà anh đi thì anh không có nói cho em trước là anh đi nha, mà anh đi luôn. Không hồi nãy, em nói một cái từ này anh thấy rất là đúng, đó là em dùng từ hết duyên. Thì anh nói ví dụ như là bạn trai em ngay cái lúc đó khi họ đến với cái lớp thiền đó, vô tình anh ta ngộ ra một cái điều gì đó. Yeah. Anh ta bước vào một thế giới khác so với cái thế giới anh ta đang hiện hữu. Và nơi đó không phải anh ta hết thương em, có lẽ anh ta không có quan tâm em như hồi trước nữa. Tại vì đối với anh ta cái mục tiêu lớn hơn nó là cái điều khác. Đồng ý với anh Thành về vấn đề này. Với thế giới của chúng ta thì chúng ta nghĩ rằng là yêu đương này, hẹn hò này, ăn uống này là thú vị. Nhưng mà với người ta thì có thể họ cho rằng đấy mới là cái chân lý sống. Khi mà người đó vào trong thế giới đó luôn thì trong em như thế nào? Cái nỗi buồn đó bây giờ còn không? Thì nhắc lại thì em cũng hơi buồn một chút xíu. Nhưng mà em nhớ cái lúc mà chia tay á, là hồi đó hai đứa không có cãi nhau. Rồi em ước gì hai đứa cãi nhau, rồi biết cái vấn đề nó nằm ở đâu để giải quyết. Nhưng mà em nghĩ là ảnh không thương em hay là ảnh thương em mới ra đi như vậy? Em nghĩ là ảnh thương em, ảnh mới ra đi như chính vậy. Xác. Chính xác. Chính xác. Nếu em hiểu được như vậy là rất tốt. Các bạn biết thế nào không? Khi mà người ta thương cái người bạn đời đó, cái người ta gặp ngoài đời đó, nhưng mà người ta nghĩ là cái duyên tu người ta lớn hơn. Như vậy là họ thương em vì họ không còn thời gian cho em nhiều. Biết không, cuộc sống của chúng ta nó muôn màu muôn vẻ, giống như cái trò chơi lắp ráp Lego vậy đó em. Bữa nay em nhìn em ráp vô cái này em thấy vậy là mình ngon lành lắm. Tự nhiên mình qua mình thấy bạn mình ráp được cái máy bay bự hơn mình, cái mình thấy y. Thấy Trấn Thành Hà ráp với Harry xuất sắc luôn. Tôi tưởng là tôi bị đứng giữa Trấn Thành Harry với Thiên Đạt, tôi muốn xỉu ai dè nó bình yên hết. Thiệt sự ra mà nói lúc đó chị Chanh cũng là bạn rất thân với anh Đạt luôn. Và chị Chanh cũng biết Trấn Thành, nhưng dĩ nhiên nếu nói về độ thân thì không thể so sánh được với anh Đạt rồi. Nhưng mà tại sao chúng tôi vẫn giữ được hòa khí, vẫn là những người bạn của nhau, là tại vì trong Thành có tôn trọng anh Đạt. Vì mình hiểu đó là một cái người đã rất tốt với vợ mình, đã cùng vợ mình trải qua một cái chặng đường đủ dài để anh ta được làm gì đó trong cuộc đời của Harry. Và nếu không có công anh Tiến Đạt giữ 9 năm đó thì không có vợ của Trấn Thành ngày hôm nay. Mang ơn anh. Đến độ ai cũng tưởng là Phương Thanh binh Tiến Đạt sẽ quánh Trấn Thành. Đúng. Chị Chanh rất văn minh và gọi cho anh nói rằng là chị nghĩ tụi em có duyên hơn và bạn chị tới đây là hết rồi. Vừa qua đó như mọi người cùng có, nếu mà có ai có biết về tin anh Đạt có những cái vấn đề trong gia đình thì anh lại là người đầu tiên hỏi là Harry em gọi cho anh Đạt chưa? An ủi ảnh chưa? Chị sẽ nói cho em, thì thường người con gái có vỏ hay con trai vẫn vậy, nó gọi là binh nghiệp, thì ta gọi là tìm vợ tìm chồng ở chốn ba quân chứ không ai tìm ở nơi chốn tu hành. Dễ thương quá. Nhưng hôm nay là em may mắn lắm, ngày gặp chị Danh ha. Và ngày hôm nay anh đang giúp em tìm một cái mảnh ghép phù hợp với em ngay trong cái thời điểm ta này. Ta gọi là gieo duyên. Và một cái giải pháp là tuyệt vời nhất nè, là mỗi lần thất tình hãy đến với chương trình Người Ấy Là Ai. Yeah. Tìm một người mới. Ok. Đây là giải pháp tuyệt vời nhất. Thì Trương Thế Vinh nè, chưa lấy vợ nè, ráp luôn đi. Không có thì ráp qua chị Vinh. Mình tiếp tục đi Thành. Cái gì? Tôi thấy là Nhung với bà Đà Si cũng hợp lắm đó. Đây, đây cũng... Để chị Chanh làm vai trò phụ huynh đi em. Ban cố vấn là chúng mình phải giúp em ý. Mọi người ơi, mọi người ơi. Mọi người ơi. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ muốn hỏi một câu cuối cùng của tôi là em đã sẵn sàng bước vào thế giới của những chàng trai bí ẩn chưa? Dạ rồi, em sẵn sàng. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu sau vài phút giải lao của chương trình, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Cảm ơn siêu thị điện máy Chợ Lớn đã tài trợ chương trình này. Quý vị và các bạn đang trở lại với chương trình Người Ấy Là Ai. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ 5 chàng trai sẽ xuất hiện trong chương trình hôm nay. Và xin mời quý vị cùng chào đón nhân vật đầu tiên. Ladies and gentlemen,
thấy không, cuộc sống này nó có rất là nhiều cách để tra tấn người ta. Em ngồi trong chương trình này mười mấy số mà lần nào cũng chỉ được ngắm hít hà quanh quanh thôi. Không có cái cách nào đến với nhau hết. Chị có thấy em khổ không? Con bé giống như là quản lý nhà hàng á chị. Ra kiểm tra của thực khách ăn có ngon miệng hay không mà cứ đứng ngửi hết ngày này tới ngày khác thôi. Ê, nhưng mà anh có công nhận là chương trình tìm đâu ra mà những cái con người nó lạ kỳ không? Hằng ngày em cứ đi ngoài đường suốt mà em không có va vào một ai hết trơn á chị. Do ăn ở em nha. Ừ. Cái đó đơn giản vậy thôi cưng. Ừ, không có đâu. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu chàng trai đầu tiên. Wow, có tài lẻ. Chết. Chào em, anh là Trung Hiếu. Công việc hiện tại của anh đang là một diễn viên. Và ngoài niềm đam mê diễn xuất, anh còn một niềm đam mê đối với âm nhạc. Và hơn hết là wow. Nhạc pháp. Khi họ hỏi tôi là ai, tôi khoái nói tôi nghệ sĩ. Vì thế chuyện tình yêu tôi xem đó là vị kỷ. Nhìn người ta có đôi tôi không ý gì kỳ thị. Nhưng mà hỏi mày có bồ chứ tôi không muốn suy nghĩ. Vì tôi độc thân. Độc thân thì ra sao? Chẳng qua chưa có chỗ để con tim này gửi vào. Không phải vì tôi ế, không phải ai cũng chơi mà vì tính tôi hẹn nên nói chuyện với nhau nào cũng dễ. Tiền qua tôi... Khoan. Khúc này mình nhả nhịp lên cái đi. Anh yêu rap bởi sự chân thật và khủng khoáng, cũng như cách anh sẽ yêu ai đó thật chân thành và mãnh liệt. Người yêu rap là người không cầu kỳ, không hoa mỹ, không che đậy những cảm xúc của mình. Và cảm xúc của anh lúc này, đó là em. Nụ cười tỏa nắng. Trong em đang suy nghĩ gì? Em nghĩ chắc anh này độc thân á. Con bé nó hớn hở cái mặt đó kìa. Trời đất ơi. Trời, năm chàng ra hớn hở cả năm chàng. Chị ơi, mắt hi ý chí kiên cường nha. Anh ấy đẹp phụ huynh nè. Phụ huynh lên tiếng nè. Đây là một chàng trai nhìn rất là thư sinh nho nhã, yeah. Tâm hồn nghệ sĩ rất nhẹ nhàng nhưng rất bản lĩnh đàn ông nội lực bên trong. Wow. Chưa ai đọc được ra tâm hồn của em. Mà hài hước lắm nha. Lại là, lại là. Và còn một điểm nữa, phụ huynh đã đọc ra con rồi con ơi. Sao phụ huynh nói luôn? Cái ánh mắt của chàng trai này tuyệt vời. Vừa cười vừa khóc được mà khóc thầm. Người ta là diễn viên đó chị. Đội diễn viên cũng phải thật chứ. Ủa, diễn viên nhiều người khóc giả muốn chết em ơi. Người ta đẹp trai như vậy rồi em cứ ghẹo người ta hoài. Không, tại vì em thấy nãy giờ em bị ấn tượng vì nhiều tài lẻ quá. Em cũng là cố vấn, giúp cho em gái của em nghĩ về anh chàng này như thế nào. Em nghĩ với một chàng trai mà vừa dễ thương, vừa ấm áp, dịu dàng, đẹp trai, nhiều tài lẻ như vậy mà không có người yêu là chuyện không thể nào có. Trời ơi, em nói vậy sai rồi. Bậy hết sức bậy, tới giờ vẫn chưa có. Chanh vẫn là cực phẩm nha. Do chanh kén thôi nha, ok em, ok. Không, người ta kén quá, người ta ế thôi. Em phải hiểu là vậy nè. Vỏ hiệu thì nó đầy đó mà không phải ai cũng có tiền mua, em hiểu không? Vỏ cói quá trời mà không phải ai cũng xách được. Ừ đó. Em thấy cái bạn này là bạn không có quá tham lam bên ngoài á. Cái gì rất là an phận thủ thường á. Và với cái kiểu như vậy, nhẹ nhàng như vậy thì phải có người yêu rồi. Đúng. Mà ổng vui lắm. Ổng hay biểu cảm chứng minh mình dễ thương mà nó vụng về lắm. Người ta thấy hết những cái điều của ổng làm mà ổng này ổng không giấu được ai gì hết trơn á. Hay là ổng cũng có hàng tá bồ ổng diễn xuất với mình. Em cũng hơi nghiêng về hướng của chị Thanh. Hay là ổng cưa gái nhiều lắm, ổng giả bộ ổng giấu vô chương trình để ổng lừa chúng ta. Em Hiếu, em có bồ rồi phải không? Ông không được trả lời. Trả lời mà. Không thì mình hỏi, mình nhìn cái thái độ thôi. Đúng thật là chị Thanh nói là tâm sinh tướng. Anh này cái ánh mắt và mọi thứ như toát ra có vẻ là một cái người khá là ngây thơ và lành. Tức là có thể là giỏi biết nhiều thứ nhưng mà cái tâm người ta lành lặn và người ta dễ chịu. Mà cái quan trọng nhất là thôi là chưa thích... chắc đâu, coi chừng sát thủ mang khuôn mặt ngây thơ đó cưng. Không à. Có, không sát thủ nổi đâu, cái mặt này không, cái sát, mặt này thủ khó sát thủ nổi lắm. Cái tóc mà bồ hơi bồ thế kia thì em nghĩ là nó cũng khó đó. Với cái hay nhất đây là anh này trông rất hiền, cho nên em biểu quyết luôn anh này độc thân ạ. Em thì nghĩ là anh này có chủ rồi, nhưng mà theo cảm giác của em thì em thấy bạn đang có ấn tượng tốt về anh này. Thôi cô ơi, tôi độc thân luôn nè cô. Những cô gái mạnh mẽ thường rất thích những anh chàng nhẹ nhàng, ngọt ngào như vậy. Em nghĩ là đã có chủ rồi. Hai phe rõ ràng nha. Bên xanh bên đỏ nha. Khán giả giúp tôi với, các bạn hãy bình chọn. Wow. Đã có chủ 15%, độc thân 83%, giới tính thứ 3 2%.
có vẻ suy nghĩ giống em với chị á. Chà, nhuộm sáng dữ. Ta đến với chàng trai số 2. Cho cưng vậy? Con ảnh kìa. Hả, có con à hả? Hai cháu vậy? Chào em, anh là Lạc Trấn. Anh có một niềm đam mê về chụp ảnh. Anh muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc trong cuộc sống như cách mà anh trân trọng mọi thứ xung quanh mình. Nhưng anh không muốn câu chuyện giữa anh và em chỉ là một cuộn phim lưu giữ để đến một lúc sẽ hết. Anh muốn nó là vô hạn. Cái giọng nghe rất là trầm ấp. Hãy để mỗi giây trôi qua là một hành trình đáng nhớ. Cho anh cơ hội em nhé. Wow, wow. Trời vì ơi, cười ấy, cái nụ cười như hoa ấy nở như đó. Sao chị với em giống nhau vậy, giống trời? Nhau vậy trời? Trời, anh trình bày luôn đi. Cái anh này thứ nhất là trên hình đẹp hơn ở ngoài rất là nhiều. Thứ hai là cái tóc trong màn hình nó có vẻ nó cũng hợp với cả anh hơn. Là cái tóc Suluku Suluhan này đấy. Cái tóc này là cái tóc siêu say da cấp 10. Thì đấy, Suluku Suluhan đấy. Ừ. Bảy viên ngọc rồng ngày xưa nhưng mà cái ngọc lòng đó. Cái quan trọng là cách nói chuyện, cái cách biểu đạt cái cảm xúc thì thấy anh này là một người rất là nhẹ nhàng, có một chút gì đấy khá là tinh tế và yêu trẻ con. Thì những cái người đàn ông mà yêu trẻ con ấy thì thường có cái trái tim khá là ấm áp. Thì anh nghĩ là anh này cũng rất là dễ thương. Mới đầu bước ra thì Giang hơi nghi nghi là anh này thuộc giới tính thứ ba. Đúng rồi, cái mái tóc. Đúng không chị? Đúng rồi, dạ, đúng rồi. Cái tóc với cái make up. Nhưng mà khi mà nói chuyện xong thì cảm thấy không phải một người đàn ông, rất là chân thành, rất là nhẹ nhàng. Cho nên hy vọng thôi là anh nghĩ là màu xanh. Nhưng với những cái bằng chứng mà có trong clip kia thì em nghĩ là anh này có chủ rồi. An phận quá đúng không? An toàn quá không? Có thể là có gia đình rồi đó. Em mời Sherlock Holmes. À. Khi mà bạn bước ra là tôi cũng nhìn thấy cái dáng đi nó hơi kiểu hơi mềm á. Khi mà bạn mở miệng trong cái đoạn video cũng thấy cái kiểu đó. Ông còn ghé ngồi tôi. Thành Thành. Tím không? Tím không? Thiệt. Tím đúng không? Tím không? Anh không có giỏi nhìn ra như vậy nhưng mà anh có cái cảm giác là em quá dịu dàng đó em. Cái quá... ca này tôi thấy là vâng, đơn giản chỉ là đàn ông nhẹ nhàng thôi chứ không có tím. Không nhưng cũng khó nói đó em nha. Nghĩ là tím đó. Nhưng mà cái nãy giờ phân vân nhất á là anh này anh ra anh nhìn cái cô này nhiều nhất. Thôi nãy giờ thấy anh nào cũng nhìn hết á. Không, em quan sát nãy giờ em đâu có nói gì đâu. Em ngồi em dòm coi thử là ai dòm ai. Thì cái anh này anh là dòm nhiều nhất nha. Chàng đầu tiên cũng dòm quá chừng. Trời ơi, chàng thứ tư dòm muốn rách con mắt. Cái ông số 1 nãy giờ ông dòm mà muốn hết hí luôn á. Đã. Mà nhỏ nó cũng quái nó, tôi thấy em rồi đó. Mà số 2 cũng em nha. Với cái nhận thức nông cạn của anh thì anh để em tím nhẹ nhẹ cái nha. Em với anh lại cùng quan điểm. Nếu không phải thì bỏ qua cho anh nha. Sao em thấy nhìn ảnh hơi mềm, đúng là cái giọng hơi trầm ấm thiệt nhưng mà vẫn cảm giác là hơi mềm so với cái giọng nói. Em nghĩ là chắc giới tính thứ ba. Phụ huynh cứu cánh cái quài. Riêng phụ huynh thì phụ huynh sẽ nói là chàng trai này độc thân. Me too. Yeah. Giới tính thứ ba thì phụ huynh không có dám nhắc vô. Qua có chủ thì không thể được bởi vì chàng trai này còn rất trẻ, cái từng cái động tác trên cái hình ảnh nó chàng trai còn rất là vụng về. Cái đó Thành cũng hơi phân vân. Chàng trai thứ hai này cái nụ cười quá là đáng yêu cười mà phụ huynh muốn xỉu luôn. Tại sao mà hai bạn này quyết định chàng trai thứ hai là giới tính thứ ba? Có chút xíu thôi là tại vì cái mái tóc. Vì nụ cười ấy ngỡ như hoa cười đúng không chị? Vì làn tóc ngỡ như lông gà đấy. Cho nên là nó làm cho... Sao mây ai? Trời không có đưa vào mà đưa lông gà vào. Thật sự không hợp về nhuộm lại ngay. Chưa vợ nhưng mà người yêu thì chắc cũng là chưa. Vâng, thưa quý vị, ba ý kiến đều có đầy đủ. Thế còn khán giả thì sao nào? Đã có chủ 50%, độc thân 25%, giới tính thứ ba 25%. Anh này là giống như một cái bánh trung thu chia làm 4 góc. Một nửa là có trứng muối, bên kia là nhân bình thường. Bây giờ người thứ ba nha các bạn. Anh này trong cảm giác văn phòng quá ha. Chào em, anh là Nguyễn Phúc. Hiện tại anh đang kinh doanh một số nhà hàng tại Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Trong đó Bụi là chủ nhà hàng mà anh tâm huyết nhất. Chuỗi nhà hàng. Oh my god. Chủ hay là chuỗi nhà hàng? Anh mong muốn mỗi vị khách đều mang về cho mình những khoảnh khắc ngọt ngào nào đó từ nơi đây. Ấm em ơi, ấm em ơi. Giống như ngày hôm nay mình gặp nhau, anh cũng đã để lại một ấn tượng nào đó trong trái tim em. Quản lý là cây là của đất, mây là của trời. Và Biên Hòa sẽ là quê hương thứ hai của em.
Hãy cho nhau một cơ hội. Oh my god. Em thấy anh này có vẻ là thích hợp nhất. Oh my god. Ê, nhìn cô thiện cảm nha. Yeah, anh rất thiện cảm luôn. Nhất là cái đoạn mà chủ chuỗi nhà hàng là em cực kỳ thiện cảm luôn rồi đó. Chủ chuỗi nhà hàng thì luôn luôn dễ thương. Mà cái dòng này nè, cái dòng kinh doanh nhiều quá chưa có bồ nè. Cái này là ế chắc rồi. Cái này là an cư mới lạc nghiệp nè. Tuyết Anh ơi, em là đang có sở hữu quán cà phê đúng không? Dạ. Sắp tới là em làm cà phê nhà mà hàng đẩy qua đó. Nhà hàng luôn là trời, trời ơi, nó về nó quản lý. Em ơi, là em với cả người yêu em là sẽ giống như là đóng gói luôn đó, lọt sàng xuống nia hết là cà phê rồi ăn ăn trong cà phê ăn ăn trời cà phê. Trời ơi, hai người này gặp nhau rồi giàu giàu đó, ai chịu nổi trời. Chịu nổi trời ơi, full package. phân tích chính xác là như vậy nha. Áo lúc của anh này nó có hơi khác biệt ra khỏi bốn cái bạn kia, có thể là vì tuổi tác cũng như là về cái phong cách, nhưng mà anh này anh có một cái đặc biệt và khác hẳn tất cả mọi người. Đó là nền tảng gia đình là số anh 1. Anh ấy là có cái nền tảng vững chắc và quan trọng là một cái người đàn ông hiểu biết và trưởng thành. Chỉ có điều á, cái này cảm giác riêng em nha, em nghĩ anh này có gia đình rồi. Đúng rồi. Nhưng mình cũng không ngoại trừ cái trường hợp là cũng đi làm ăn nhiều quá là không. Ê, có bồ à? Ê nha. Không, cái trường hợp làm ăn nhiều không có bồ là trường hợp làm ăn vì cái điều kiện di chuyển hay là cái điều kiện công việc bận rộn. Nhưng cái công việc kinh doanh ngay tại chỗ này này thì thường là người ta hay chọn an cư xong rồi lạc nghiệp. Giang, là người vợ hay là sau đó sẽ giúp người chồng kinh doanh. Em có hiểu cái gì về kinh doanh hết trơn hả Giang? Em biết một trong những cái ngành mà nó cực nhất, mà nó mất thời gian nhiều nhất là cái ngành ăn uống. Em anh ơi đúng, có thể cái thời điểm đầu anh ấy không có, nhưng bây giờ thành thành một chuỗi thì tức là anh ấy đã cần một người phụ nữ bên cạnh để hỗ trợ anh về việc kinh doanh rồi. Nhưng mà riêng trường hợp này chị nghi ngờ em giới tính thứ ba. Hả? Cái gì vậy? Phụ huynh? Cái gì vậy? Em lại nghĩ là độc thân. Cái gì vậy phụ huynh? Hả? Tại vì thường mà người ta lo làm ăn là vì người, gia đình bắt lấy vợ, nhưng mà vì chưa đối diện được cái giới tính của mình chứ không phải là làm ăn. Em nghĩ anh này lại rất độc đoán, là vì khi mà người ta làm ăn á, đầu óc người ta kinh doanh người ta sẽ rất là quyết đoán theo ý kiến của mình. Tôi nghĩ là phụ huynh, tôi nghĩ gì kể tôi mới chứ. Thôi nào chung em vẫn giữ còn quan điểm của em. Em nghĩ anh này đã có chủ rồi. Khi mà ảnh bước ra đó nha, mấy người kia thì gương mặt rất là rạng rỡ, kiểu là rất là tươi, mà ảnh rất là nghiêm túc. Và ảnh nhìn cô này ảnh chào vậy nè. Ảnh chào một cách rất là khoảng cách luôn ấy. Là nhiều vì ảnh khi... không có biết cách tiếp cận phụ nữ. Nhiều khi người ta cũng người ta ngại, người ta làm nhà hàng ta không có quen lãng mạn. Không, chào cái đó là chào một cô em gái. Chào em, hello kế ti kê tì em, hay vui lên đúng không? Ê, làm ơi tới đây chứ đâu phải tự nhiên mà tới đây. Nỗi buồn sẽ trôi dần. Là một cái chàng trai khuyên cái cô em gái của mình là hãy vui cười lên, hãy chào ơi, ra đúng. Chị ơi, người ta không đấy. Biết cách chào chứ không phải là kê ti kê tì. Anh này có cái điểm mạnh rất bản lĩnh và phải nói sao mà chị nghe, chị tin tưởng. Em nghĩ là anh này sẽ hợp với chị này. Anh này anh nhìn vô cái công việc là trên hết. Và anh đã có vợ để mà hai người cùng nhau xây dựng cái sự nghiệp. Có vợ luôn hả? Có vợ luôn hả? Yes. Dễ sợ thật chứ. Rồi bốn chúng ta mỗi người một góc vậy đó hả trời. Vâng thưa quý vị, màu sắc có đủ nha, màu sắc có đủ nha. Như vậy thì nói làm gì nữa, mời khán giả giúp tôi một tay với. Đã có chủ 21%, độc thân 67% và giới tính thứ ba 12%. Cái gì? Cũng có 12% Việt Quốc nữa hả? Nói chung là cũng nghe lời theo phụ huynh đó. Phụ huynh nói ơi, gì? Phụ huynh có sức ảnh hưởng khuynh đảo cả một khu vực vùng 7. Nhưng mà cái số này khó, anh Thành công nhận là một trong những số mà phát hiện màu tim tím khó nhất. Nó buồn cười này như này. Nó độc thân thì nó cũng là độc thân, mà đã có gia đình nó cũng giống, mà cái dòng tim tím nó cũng giống. Nó cứ lẫn nó ẩn hiện cái game này khó nè. Chị Ca hot boy này mới mệt đây. Trời đất ơi. Đẹp đó, như nụ cười tỏa nắng mà hí hơn ông số 1 nữa mới thấy ghét chứ. Em cười mở mắt ra cưng. Hãy xem anh ấy là ai. Annyeonghaseyo, 저는 중키입니다. Trời ơi, đá lúc nhé. Chào em, cô gái trong mơ của anh. Chắc hẳn bây giờ em đang suy nghĩ trong đầu là anh là người Hàn Quốc đúng không? Nhưng không phải đâu nha, anh là người Việt Nam chính gốc đó. Anh là Dư Luân, hiện tại công việc của anh là diễn viên và người mẫu ảnh. Nhưng trên con đường sự nghiệp của anh á, anh chưa thấy ai khiến cho trái tim anh rung động cả. Em có biết anh thích cái gì nhất không? Anh thích màu tím. Làm mỗi sáng thức dậy
và nhìn ngắm nụ cười của em, ánh mắt của em, được cùng em đi đến những nơi mà anh đã từng đi qua. Em ơi, vai anh không đủ rộng, chân anh cũng không đủ dài, nhưng khi em cần, ngay lập tức anh sẽ đến bên em. Hãy cho anh một cơ hội em nhé. Trời ơi. Trời anh ơi. Sao có cảm giác? Trời ơi, trời ơi, phụ huynh. Cái gì? Em cũng vậy. Em cũng vậy. Cái này em nói em được kịch liệt phản đối nè. Em kịch liệt phản đối cái này nè. Phụ huynh không nói được nên lời với cầm em nghĩ vậy luôn. Cái này là cảm xúc đầu tiên khi chưa nhìn cái clip đó, là nghĩ là giới tính thứ ba. Nhưng mà sau khi coi clip xong rồi thì thấy là độc thân chưa có chủ. Đó. Cái gì, cái gì? Cái gì, phụ huynh phản kèo hả? Không phải, tại vô hình cười, trời ơi, man quá, chịu không nổi trời ơi. Oh my god. Không, yêu phụ huynh quá, phụ huynh tinh tế quá. Nhưng mà tới cuối chương trình thì vẫn cầm cái tím lên suy nghĩ nữa. Suy nghĩ nha. Kỳ vậy ta. Suy nghĩ nha, suy nghĩ. Trời ơi, suy nghĩ. Đây, để em nói cho phụ huynh nghe này, chương trình này nó khó ở cái điểm đó đó. Nhiều khi chị tưởng chắc chắn 100% rồi, đúng không? Cái cùng lật kèo. Bằng lăng tím chuyển qua màu xanh. Đấy, nhiều đó, trường hợp lắm. Hồi đầu mới vô là màu tím rịm nè. Anh nói đúng rồi không? Anh cười dữ vậy. Nhưng mà sau đó là về độc thân. Xong rồi bây giờ tới cuối chương trình nghĩ ra, hay là giới tính thứ ba diễn xuất giỏi trời. Bây giờ phụ huynh chọn cái nào nào? Chưa chọn được. Em lại chọn là giới tính thứ ba đó. Khẳng định luôn phải không? Không suy nghĩ luôn phải không? Chị Ngân à, nhiều khi người ta không thuộc về mình thì mình cũng không nên là nói người ta như vậy. Bạn về phe nào? Không có thể nào mà chịu nổi cái gương mặt, cái nụ cười này hết trơn á. Đúng, chính xác. Tại biết sao không? Làm tôi lẫn lộn từ trai sang giới tính em thứ ba. Em ơi, tất nhiên là trai của em rồi. Chị Giang chỉ đang nói thôi. Nhưng mà my style. Đó. Do gu à? Cái gu của bà, cái bà bảo vệ. Bảo vệ đến cùng. Tại vì như này nè, nếu có diễn thật thì rõ ràng là diễn quá xuất sắc. Đúng chính không xác, chị Trang? Chính xác. Nếu như thực sự em có là một cành hoa tím tím bé xinh xinh môi hay cười đi chăng nữa thì em cũng diễn quá xuất sắc. Và thực sự mà nói là cái gương mặt đó đẹp hơn hoa. Quá đẹp. Không thể chấp nhận nổi cái ánh mắt đấy. Kiềm chế lại. Không, em đang phân tích đúng thôi. Thứ hai nữa, trông ăn mặc như vậy nha, nhưng mà anh này có cái tip giống như Hàn Quốc đó. Là mặt thì rất là baby nhưng mà thân hình thì rất là sexy. Đấy, nghĩa là nó có cái sự khỏe mạnh trong đó nữa. Ngoại hình thì hai người rất là xứng đôi. Cho nên hy vọng thôi nhá, hy vọng là độc thân. Tại vì là hy vọng là bạn sẽ ở đến cuối cùng. Bạn là một nhân tố quá là thú vị của cái số lần này. Cảm giác của em dành cho anh này là anh rất là hiểu phụ nữ. Thì không thể nào một người hiểu phụ nữ mà lại không có người yêu. Trừ trường hợp anh kén chọn thôi. Dạ, quyết định cái này. Tôi quyết định cái này. Là vì sao? Là vì cái câu nói hay nhất của clip đó là gì? Vai anh không đủ rộng, chân anh không đủ dài, nhưng em cần thì anh sẽ tới, đúng không? Đó là... Đúng không? Vừa lòng coi chưa? Vừa lòng lắm, phụ huynh ơi. Vai ông không đủ rộng, chân không đủ dài là tại lúc đó ông đang tập gym ở trong đó. Em á, cái bản chất em là đàn ông, nhưng tại vì là em chải chuốt ăn mặc, nó thành giống như là giới tính thứ ba vậy. Đó là điều mà anh nghĩ là cái sai nhất của em trong cái đợt em này. Không đồng ý đây, gọi là cách ăn mặc này, gọi là tôi cách ăn mặc giới tính thứ ba. Không đồng ý riêng cái này, tôi phản đối cực liệt. Sao đó phải mạnh mẽ lên. Đây là tôi dùng từ là cái gu international, nó là một mé của thời trang. Anh này là như vậy, em phân tích luôn này, mê Hàn Quốc quá đến cái mức độ mà cái giọng nói của mình cũng lơ lớ theo luôn. Hàn Quốc nó có cái style là đàn ông phải thanh tao, chải chuốt, baby. Đặc thù của đất nước người ta, cái xứ người ta là xứ lạnh, là thứ nhất. Cái thứ hai là cái dân tộc Hàn Quốc họ rất là trau chuốt và đầy đủ kiến thức về giữ ẩm da. Bớt khen Hàn Quốc được không? Đừng có thấy vợ mình gốc Hàn Quốc là khen hoài. Không, đây, không phải. Cái chuyện đó mọi người đó là không có ý kiến gì hết nha. Xỉu. Nhưng mà Hàn Quốc cái style thì đúng, nó có nhiều style. Mà cái bạn này cái style này là style ăn lê. Kệ tôi. Cái style Burberry. Không quan tâm, em cái xin phạt. Hôm này ngồi. Em xin phạt tôi bác. Nhưng mà... Cái ý tôi suy sụp quá rồi, bây giờ tôi không nói được hả? Tôi bị phụ huynh điểm nguyệt rồi.
Mệt mỏi quá. Ý kiến cá nhân của anh là cái Hàn Quốc họ cũng có những cái style nó mạnh hơn, gọn gàng hơn. Rồi. Yeah. Vậy? Ok. Độc thân. Nhưng em xin được phản bác Trương Thế Vinh bằng một câu duy nhất thôi. Oppa. Đó là style Hàn Quốc anh ơi. Ba miếng bánh da lợn hả? Cái gu của bánh bèo này kỳ quá. Khán giả ơi, hãy điểm nguyệt anh ấy giùm tôi. À, độc thân. 27% đã có chủ, 52% độc thân và 21% giới tính thứ ba. Lại một sự hy vọng nữa của khán giả. Anh này là hiện nay cũng đang tràn qua ba khu vực luôn, bánh trung thu chia làm ba khúc luôn. Nè, hồi nãy nói người ta gu baby không thích phải không? Giờ qua gu ăn lê của ông nè. Đây, đây rậm rạp đây. Anh này có vẻ trước cái đào me nữa nha. Hey, chào em. Anh là người mẫu và diễn viên tự do. Wow. Công việc của anh thì phải đòi hỏi anh phải có một cái thân hình cân đối. Anh thường là tập những bài tập đơn giản khi mà anh đang chống lịch quay hay là không phải làm gì. Oh my god. Wow. Anh có một biệt tài là anh hát rất là hay. Anh có thể hát líu lo suốt ngày, hát khi ở trong nhà hay là khi đang tắm. Nếu em thích thì anh có thể hát cho em suốt ngày, đặc biệt là mỗi khi em đi ngủ. Em biết không, mặc dù thì anh là một người độc thân nhưng mà thực sự là anh rất là chỉn chu cho cái nếp sống hàng ngày. Trong nhà của anh ấy, những cái vật dụng mà kiểu cú bố cục không vừa mắt thì anh sẽ sửa nó, hay là dọn dẹp nhà cửa để khi mà mình bước vào căn nhà mình thực sự là mình cảm giác mình được về nhà. Tính cách của anh thì cũng hơi giống mẹ một tí. Thì anh hay ra chợ tìm một cái gì đó để làm cho ngôi nhà của anh nó sinh động hơn, nó màu sắc hơn. Thế nên mọi người gọi anh là Tranh Oan. Tranh Oan. Đàn ông cắm hoa hả Trinh? Đàn ông mà cắm hoa là chỉ có giới tính thứ ba mới có. Thực sự thì anh vẫn luôn chờ mong em bước vào đến với cuộc đời của anh. Nên hãy cho anh một cơ hội nha. Trời ơi. Câu cuối chân thành lắm nha. Câu cuối hay lắm nha Thành nha. Hay lắm nha, câu cuối điểm nguyệt đó. Thành ơi, quyết định chàng trai giới tính thứ ba. Trời ơi, hay lắm. Mới nói hay. Tại vì biết sao lật không? Lật mặt liền. Phụ huynh cũng đang là độc thân mà. Tự nhiên cái dành cho cô gái kia sao được. Mình quyết định giới tính thứ dập ba luôn. Dành về mình. Do cái quần đúng không chị? Thì cho anh do cái quần mặc ở nhà đúng không? Ôi ngơi, cố vấn nha, cố vấn nó làm đúng nhiệm vụ nha. Phải tỉnh lại, ok. Cái anh này nè, mình nói nha, chúng tôi luôn luôn bị confused về mấy cái ông trai Bắc. Trai Bắc nó đẹp kỳ cục lắm, mình không nói được. Cái duyên nó sâu mà lắm. Mà nó chỉnh chu mà nó lại nhẹ nhàng nữa. Mà đúng. Nó, nhiều khi nhìn tưởng đã là rồi đó mà lát ra nó không. Cái vấn đề là như vậy, là thực sự mà nói là nhìn cái biểu cảm của anh từ xa á, thì Giang có cái cảm giác anh là bằng lăng tím thiệt. Nhưng mà xem cái video á, thì thường là cái người mà tím tím vậy đó, họ nói chuyện khó giấu lắm. Nhưng mà cái cách nói chuyện của anh nó lại đàn ông một cách khá là tự nhiên. Nó có cái sự đàn ông ở trong đó. Nhưng mà khoan nè, cái buồn cười là tất cả những cái chuyện mà thế giới này cứ ngỡ là phụ nữ sẽ làm tốt nhất, thì cái người làm tốt nhất lại là đúng một rồi. Người đàn ông thẳng chính tắp xác. Cắm hoa, làm về túi sách, thời trang. Thế nhưng chi tiết cắm hoa Giang không chú ý bằng chiếc quần xanh Doraemon mặc tại nhà đầy hoa lá hẹ đấy, chiếc áo hoa bông bông. Vậy thì sao đây? Những đồi hoa sim. Em thì nghĩ là anh này ảnh vì ảnh quá chỉnh chu, ảnh quá kỹ tính á, nên ảnh thành ra kén chọn. Anh này là đàn ông độc thân. Gu của anh nó cũng lạ ha. Con bé nãy giờ là nó đi ngược xu hướng với mọi người hết á. Cái bạn này, bạn là một cái người sống nội tâm, bạn ít nói và bạn là người rất là đầm tính. Và tôi nghĩ bạn cái chất đàn ông bạn rất là mạnh. Chính vì cái sự nội tâm của bạn nên bạn đang ế. Và ế có thâm niên đó. Ế có thâm niên là giống anh hả? Anh xin lỗi. Nè, Sherlock Holmes đang tìm ra được đồng minh. Giống ổng. Nhưng với cái kinh nghiệm của em, những người mà thích hát và hằng ngày hay hát nghêu ngao thì không bao giờ ít nói. Như em, anh với chị Tranh hay hát vu vơ đó. Không, tôi không có hề hát vu vơ nha cô. Phụ huynh không hát vu vơ. Hát cái gì là ra cách xê. Hát là kêu ra cách xê chứ. Ăn rảnh hát vu vơ. Phụ huynh ơi, gì cũng vậy, chốt cái chơi nè. Chốt cái chơi không?
Thấy ghét chốt nghì đã lắm. Có chủ rồi, trừng ra luôn. Ba màu đầy đủ, ban cố vấn khoái ăn chè ba màu ha. Tôi thấy nãy giờ mấy ca rồi nha, khán giả mời các bạn. Wow, 18% đã có chủ, 82% độc thân, không có giới tính thứ ba luôn. Không có luôn. Một mình em hy vọng thôi, chỉ một mình em hy vọng thôi. Một mình em canh cái quần Doraemon của người ta thôi. Có những người mà cái tinh thần người ta lạc quan á, người ta thích màu sắc. Vui. Ngô Kiến Huy. Ủa cái Huy, cái màn hình cái điện thoại nguyên của Doraemon đó. Doraemon chết rồi, có khi em phải suy nghĩ lại. Bây giờ thế này, hôm nay là một cái ca cực kỳ khó em gái à. Số 1 đúng không, dễ thương, ba màu, ok. Số 2, quất thêm chén chè bà ba. Ba loại khoai, ba màu luôn. Ok, thế thôi, được số 2 ráng để qua số 3. Số 3, ông này đã thấy, ừ, chắc nịch rồi. Chè thưng. Chè thưng. Được cái đẩy qua ông số 4, cha Hàn Quốc canh cãi nha. Bắt đầu nó vô cái vụ mà chè khúc bạch mùi vải, mùi dâu sô-cô-la đồ, ok. Cái bắt đầu xâm bổ lượng luôn. Xâm bổ lượng luôn, đóng luôn. Xâm bổ lượng. Để ra bây giờ tôi nói thiệt là hiện nay năm cái ông này là năm cái loại chè mà thiệt sự ngọt ngào khủng khiếp, nhưng mà nó rối như canh hẹ mà. Bé ơi, chàng trai dành cho em chỉ có một mà thôi, em phải lựa chọn một để cho anh ấy dừng lại với chương trình. Và dĩ nhiên đó là người em cho rằng không an toàn và phù hợp với em nhất. Mời em. Tôi đã quyết định đi em. Em xin phép chọn... Sau khi tổng hợp những ý kiến, Tuyết Anh sẽ quyết định loại đi chàng trai nào. Hãy đón xem sau vài phút dành cho quảng cáo. Một tình yêu bao la như một đời yêu, mệt đứt hơi lao sao ta chạy quanh chẳng dừng tìm lối. Bầu trời xanh trên cao đang quay về thôi, hạt long lanh cho ngày lên tinh khôi. Đóng xanh gạo nếp gạo tẻ lúc 20 giờ thứ hai đến thứ tư, phát lại lúc 11:45 thứ hai đến thứ tư trên kênh HTV2 V Channel. Tôi đã quyết định đi em. Em xin phép chọn anh số 2. Đó. Màu tóc ấy đã đưa em đi. Ô trách, tôi trách ông nhuộm tóc. Sao nhuộm cái màu sáng dữ vậy? Và em vào trong chuẩn bị cho phần lộ diện của mình. Xin cảm ơn các bạn. Trước khi Lạc Chấn trở lại, chúng ta hãy chốt đáp án. Và em nghĩ anh ta như thế nào? Thực ra là rất là khó. Nhưng mà qua cái video mà em coi thì em thấy anh rất là nhẹ nhàng, rất là tình cảm. Thì thường những cái người mà nhẹ nhàng tình cảm đó, một là đã có chủ, còn hai là giới tính thứ ba. Thì chúng ta cùng xem Lạc Chấn là ai. Này thuộc giới tính thứ ba, nên hy vọng thôi là anh ấy là màu xanh. Chưa vợ nhưng mà người yêu thì chắc cũng là chưa. Với cái nhận thức nông cạn của anh thì anh để em tím nhẹ nhẹ cái nha. Em xin lỗi. Lại cùng quan nếu điểm không phải đó. Thì bỏ qua cho anh nha. Oh, 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 oh,
Đúng rồi. Nhưng oh biết mà. God. Chúng ta đã sai rồi phụ huynh ơi. Hay gì? Tôi cười là tôi nghi lắm, cười rất bản lãng nè, đó. À, là chân là cũng là cái kem khoai môn mà ngồi với phụ huynh để với Hương Giang loan sai rồi á. Lạc Trấn là ai vậy? Dạ, lời nói đầu tiên cho Lạc Trấn xin gửi lời chào đến ban cố vấn và cô gái của ngày hôm nay. Thành ơi, em phải từ chức nữ hoàng cộng đồng LGBT thôi. Em không nhìn ra thần dân của mình. Em đau lòng quá à. Nhưng mà bạn này bạn ấy tự nhiên một cách kinh khủng luôn á. Không phải gồng gánh cái điều gì hết. Mặc dù ngoại hình bà em lúc bước ra là mọi người đều nghi ngờ. Nhưng mà cái cách em nói chuyện nó tự nhiên lắm. Em bao nhiêu tuổi rồi, đang làm công việc gì ở đâu? Em năm nay 21 tuổi. Hiện em đang kinh doanh studio và photo. Khi nào em phát hiện ra là mình giới tính thứ ba? Có lẽ thời gian mà em phát hiện là chập chững năm cấp 3. Hiện nay em đã có người yêu chưa? Em vừa có và vừa không. Là sao? Hiện tại thì em đã có được một mối tình gần 5 năm. Nhưng mà trong 5 năm đó thì em đã mất đi khoảng 2 năm. Không biết mình đang phấn đấu và làm về điều gì. Em đã cùng người đó yêu, phấn đấu và làm được rất là nhiều điều. Trong đó có cả sự thành công của em hôm nay. Nhưng tới một thời điểm em không biết vì một lý do gì, bạn đó đã thay đổi và không còn như lúc đầu nữa. Và bắt đầu em mới mở lòng mình với một tình yêu mới. Người đó như thế nào? Người đó rất là tốt. Nói chung là tại vì đó là một tình yêu mới mà. Tình yêu mới thì cái thời gian đầu nó cũng đẹp hết. Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu. Sao em lại đến với chương trình này? Em đến với chương trình này với mục đích là em muốn được giao lưu và chỉ muốn được thoải mái hơn với cuộc sống của mình thôi. À, em không muốn e dè giấu giếm một điều gì nữa hết. Hay quá. Bố mẹ em có biết không? Nên nói về bố mẹ thì em chưa một lần nào mà đứng trước bố mẹ mà để em nhận em là người như thế nào hết. Nhưng mà từ trong suy nghĩ và trong tâm hồn của cha mẹ em đã chấp nhận em từ lâu rồi. Em ơi, em đối diện với gia đình xong em thấy thoải mái không? Lúc đầu em nghĩ là cái điều mà cả cuộc đời này em không làm được đó chính là đối diện với chính gia đình của mình. Nhưng mà nó hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ của em. Nó đến với em một cách rất là nhẹ nhàng, em không tưởng tượng được luôn. Em đối diện với gia đình một cách thoải mái. Nhưng mà tại sao em lại không nhắc về cái 2 năm với người yêu em không đối diện luôn? Nó rất là mâu thuẫn, em cũng không biết phải nói hết ra như thế nào. Anh có thể đoán được không? Có bao giờ là người yêu em đi lấy vợ không? Nó từng là một lý do trong nhiều lý do đó. Còn lý do khác nữa? Em nghĩ là thời gian đó bạn nó không đối mặt được. Không hứa sẽ bước tiếp, không hứa sẽ như thế nào hết. Chối bỏ em một cách vô thức. Thì em vẫn sống và vẫn làm với những tình cảm mà mình đang có trong con người của mình. Dạ, cho em hỏi một xíu là sau đó anh ấy có cưới vợ thiệt không? Hiện tại thì bạn ấy chưa cưới vợ. Ồ, là nói với em như vậy thôi. Đó, tôi chỉ nói đơn giản vậy thôi. Ở giới tính nào đi chăng nữa ha, thì ít ra cái định dạng bên ngoài mình vẫn là đàn ông. Thì đã là đàn ông, không cần biết giới tính nào đi chăng nữa, dám làm phải dám chịu. Đó. Không thương nữa nói ok anh với em thấy không hợp nữa, mình dừng lại, cho người ta đỡ hy vọng. Nhưng mà người ta bỏ ra 2 năm rất là hoang phí. Mà lại là 2 năm thanh xuân không bao giờ quay trở lại nữa. Nó buồn cười thế này nè em à. Anh thấy con người em cái gì nè. Anh có một lời khuyên cho em nhé. Em thấy rõ ràng không? Có 2 màu xanh nhưng nó không phải màu xanh. À, rồi nó lại ra màu tím. Thì có nghĩa là trên đời này không có cái gì nhìn như vậy mà nó là như vậy cả. Tình yêu nó cũng có thể thay đổi. Và em hãy tự hiểu được cái quy luật đó của tình yêu. Người ta hết yêu. Vậy thôi, hãy nghĩ đơn giản nó là như vậy. Nên chúng ta đừng cố gắng tìm ra lý do để làm gì. Hãy hiểu đơn giản nó là như vậy thôi em nhé. Chị chỉ nghĩ rằng là như vậy này. Trong cái giới của chúng ta, tình yêu nó rất là quan trọng. Nhưng không nên lụy vì tình yêu và không nên đánh mất bản thân mình vì tình yêu. Cái quan trọng em là ai, em làm được gì cho xã hội. Điều đó nó mới là quan trọng. Và chị tặng em một câu, cuộc sống này không có giá trị tuyệt đối. Và tình yêu thì cũng thế thôi, đúng không? Hôm qua còn yêu, nhưng mà buổi sáng thức dậy thấy lòng hết yêu là hết yêu. Đó. Nhớ nha em nhé. Và một trong những lý do khiến em có thể mạnh mẽ tới đây thì em muốn chứng minh cho với tất cả mọi người rằng giới tính thứ ba không phải là một cái hình ảnh gì đó quá xấu. Chúng em thì vẫn là một người con trai bình thường, yeah. Vẫn yêu nhau, vẫn có thể phấn đấu, vẫn có những cảm xúc, những tình cảm và có được tất cả giống như một tình yêu nam nữ bình thường. Chính xác. Chúng ta là bình đẳng về giới tính, bình đẳng về cảm xúc, chỉ có điều chúng ta đối diện với cuộc sống tình cảm mình như thế nào mới là điều quan trọng. Em ơi, cuộc đời là những chuyến xe nha. Sống với ai được ngày nào hay ngày đó, miễn trong cái mối quan hệ đó nó còn tốt đẹp thì đó là hạnh phúc. Hãy hiểu đơn giản là vậy.
Trước khi chia tay em có thể chia sẻ một câu gì đó với Tuyết Anh được không? Em nghĩ đến thời điểm hiện tại em đã có quá nhiều cảm xúc với tình yêu. Em có rút ra được một điều như thế này. Trong cuộc sống này thì không ai thiếu ai là không thể sống được hết. Chỉ quan trọng là mình chịu mở lòng, chịu chấp nhận và chịu thay đổi để có được một tình yêu mới hay không thôi. Yeah, hay quá. Cảm ơn em trai, rất là dễ thương. Chúc em hạnh phúc nha. Cảm ơn em. Quý vị đang trở lại với Người Ấy Là Ai. Đây là vòng thi thứ hai. Chúng ta vẫn còn 4 chàng trai và nhiệm vụ của các anh ta là phải chơi một trò chơi vận động liên hồi. Chúng ta sẽ xem coi họ có phải là những người đàn ông chuẩn man hay không. Và trò chơi được mang tên là đuổi hình bắt chữ. À, họ sẽ mở ra cái từ khóa là gì thì họ sẽ phải diễn tả làm sao cho 4 người ở bên dưới đoán nha. Trời vui vậy trời. Mời bạn. Trời tướng đi, tôi ngây lắm nè. Rồi. Làm hay đó. Cái gì vậy? Trời, tôi biết tôi chết liền hết trời. Làm rõ hơn em, từ từ thôi, nhẹ nhàng. Từ từ nha. Nè. Dạch lá tìm sâu. Hay, chính xác. Thám tử có khác. Ây da, cái gì vậy? Ây trần, cái gì vậy? Thái lộ hả? Trời, cái thằng này kỳ quá. Biết rồi đây nè. Ừ, sao? Trời, cái thằng này sẽ cái gì là biết rồi thì cầm nè. Cái gì sao thám tử? Vậy? Mấy chữ, mấy chữ. Thám tử nói, thám tử. Nói rõ ràng vậy mà không hiểu hả trời? À, cái gì vậy? Đẩy, đưa đẩy. Chính xác. Phụ mẫu hay quá. Bạn này rất thông minh luôn, biết đưa, biết đẩy. À, ba chữ rồi. Ôm. 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 Ôm lưng. Ôm ấp. Ôm sau lưng. Chính xác. Hay quá, Sherlock Holmes ơi. Sherlock Holmes giỏi quá. Thông minh. Thông minh, chấm, chịu. Đàn ông thông minh là được. Đàn ông thông minh là màu tím. Nhỏ này cái tánh nó kỳ ghê vậy, của người ta. À, dạ, mời chủ nhà hàng. Trong 4 người còn lại là phải có một người có gia đình hả? Căng quá vậy. Rồi. 4 từ. 4 từ. Tay bắt mặt mừng. Chính xác. Hay quá vậy. 2 từ. Ê, không được mà, không được nhét miệng. Không được nhét miệng. Vậy à, múa hả? Múa. Múa. Múa môi. Chính xác. Rồi. Đập. Đập đá. Đập phá hả? Đập đầu hả? Đập. Đập sừng. Mọc sừng hả? Mọc sừng. Mọc sừng. Cưa sừng. Cưa sừng. Cắm sừng. Sừng. Cắm sừng. Chính xác. Cũng được chứ bộ à. Cũng ok đó nha. Thông minh nha, tôi chịu. Coi hot boy làm cái gì nha. Ừ. Xoái ca rồi, nam thần của từ đó nha. 4 từ. Đẹp trai quá đi. Xe chỉ luồn kim. Đúng. 2 từ. Đẹp quá. Liếm môi. Liếm môi. Liếm. Liếm mép. Liếm mép. Liếm mép. Chính xác. Đẹp trai là hiểu hết. 4 từ. Sao đẹp thế nhỉ? Đuổi hình bắt bóng hả?
tay. Tay bắt. Tay bắt. Tay chụp. Tay. Cái gì? Đánh tay. Bắt cá hai tay hả? Bắt cá hai tay. Cũng không nhanh lắm nhưng mà được cái đẹp thôi cũng được. Nên là dễ đoán, chị có nhận người đẹp làm dễ đoán không? Xin em tự trọng là của người ta, tiểu thư xin tự trọng. Ok, check it out, man. Dạ, mời đàn ông Doraemon. Doraemon, điện cho mi, thân nữ, thân nữ. Ân thân nữ, hề a thật gì. Mấy từ? Bốn từ. Hô hấp nhân tạo. Chính xác. Dạ, đàn ông khu này có bộ được à. Ba từ. Kèo như khỉ hả? Khỉ ăn chuối. Chính xác. Ê, cái anh này em đoán độc thân là nó hợp liền. Ba từ. Bông con. Ru con hủ cho con bú. Cho con bú. Ba từ. Em bé. Cho con bú phải hả? Em bé bú. Cái mỏ đã quá. Cái mỏ này dán quá lắm nè. Con bú sữa. À, bú sữa mẹ. Bình sữa. Em làm thiếu một cái động tác nó không ra. Nó quen vậy nữa. Đó, làm lại. Quấy sữa bột. Quấy sữa đặc. Lắc bình sữa. Quấy. Gần đúng không? Gần đúng. Lắc, quấy, pha. Pha sữa. Mẹ bột pha sữa. Sữa hộp. Pha sữa bình. Chính xác. Thúy Ngân đúng. Chúc mừng bạn. Cái động tác của anh này mà cái lúc mà chu cái mỏ ra, Giang nó thích lắm. Nhìn cái mỏ quái lắm. Cái động tác nó cưng lắm. Này nè. Cái đó yêu dễ sợ luôn á. Em ơi, mấy người đã hôn nữa. Tốt lắm. Cảm ơn các bạn. Bây giờ mình phân tách từng người một. Chúng ta bắt đầu với anh chàng mắt hí ý chí lớn khung. Nhìn tướng đi là tôi đã nghi nghi một xíu rồi. Cho nên tôi để giới tính thứ ba. Trời đất ơi, tự nhiên ngay từ đầu huy hoàng. Bây giờ qua vòng 2 tím cả hoàng hôn. Sau khi bị nhắc xong một cái là ảnh thay đổi lại như trạng thái cũ liền. Đó mới là cái vấn đề. Nhiều khi quên đang nẹp cái bung bung nhẹ. Chỉ cần bước từ đó qua cái thùng thôi. Một bước đi thôi là lòi ra. Hoa tím thì phải có lá xanh. Có quá nhiều tài. Đây, lá xanh. Bà lúc nào bà không làm nó nguy hiểm mà bà sai hoài. Bà không nguy hiểm lắm. Không có sai đâu. Độc thân thẳng. Rồi, vậy thôi. Đó là các bạn. Còn khán giả thì sao? Xin mời. Wow. 4% đã có chủ, 94% độc thân, 2% giới tính thứ ba. Oh my god. Các em đã tỉnh ra rồi đấy. Chúng ta vẫn phải tin vào cảm giác của chúng ta. Bây giờ mình qua tới bên nhà hàng nè đã. Tại vì với một người đàn ông mà trưởng thành bản lĩnh như vậy, có người yêu rồi thì sẽ không cho tham gia những chương trình này đâu. Sao vì sẽ cho? Rất ghen anh. Bình thường không? Không. Anh tin em. Mày em sai lầm, ghen. Người ta cho chơi chương trình để PR cái danh hiệu thương hiệu lên để ta kinh doanh. Có nhiều cách để PR. Đúng. Nói chung á, em chỉ đang phân vân là không biết anh này là một con hay hai con thôi. Con là có chủ đấy cái xác. Chủ. Anh hãy là em bất ngờ đi anh. Ok, yên tâm. Ham mê người nhà em hàng. Mê cái gu business, không? Thích cái gu thương gia. Là ba đủ có trả, một độc thân. Khán giả xin mời các bạn. Hai mươi một phần trăm đã có chủ, 60% độc thân và 19% giới tính thứ ba.
Sao kỳ ta? Cái gì? Không có một nửa một chút nào về không giới tính thứ ba. Không có một miếng nào Việt Quốc luôn mà sao có cái vụ mà 19 ở đâu ra vậy? Non nớt quá các em ơi. Trời, qua bên Korean Airlines kìa. Đây, còn nói gì nữa? Nụ cười tỏa nắng. Lúc nãy là em chọn giới tính thứ ba, mà sau khi thấy chơi trò chơi xong em đổi đây. Hoa đã có chủ. Trời ơi, khoan khoan nè, trời bé gì vô Hoa có chủ ở dưới mấy em đó. Trời ơi. Chị nhắc lại một lần nha em nha, là đây mới là nhân vật chính nha. Nếu như người ta có không hốt thì cũng còn bên này một dàn nha. Giang, em tự nhắc em câu đó. Chưa tới đằng sau nha. Các bạn cứ tin tôi đi nha, tin tôi đi, còn hy vọng, còn hy vọng. Cái gì? Còn hy vọng. Nói chung là như vậy nè, cuộc sống này còn hy vọng là còn cơ hội đúng không ạ? Giật nắp tương trúng cầu Trương Dương. Nói gì nữa, mời khán giả hiện trường bình chọn. Mười sáu phần trăm đạt có chủ, 71% độc thân và 13% giới tính thứ ba. Ồ, anh này chè ba màu nhiều hơn nữa nè. Vậy là cái ông số 1 được sủng ái nhất à? Hóa ra đấy là gu đấy. Cái chương trình này mình đo được gu đại chúng. Bạn số 4 giữ vững quan điểm giới tính thứ ba để dìm hàng. Chị vẫn chưa thôi đúng không? Yeah, chị sao hở là hốt liền phải không? Sao hở hốt về nhà. Mình phải công bằng. Cắm hoa có thể là cắm hoa hộ người yêu. Ten 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 ten. Giữ quan điểm này tính để cái màu đỏ vô nhưng mà thấy thôi, cái này nó vẫn chuẩn hơn. Khán giả ơi giúp tôi với. Oh my god, 8% wow. Đã có chủ, 92% đồng thân. Thẳng băng. Sao mình dìm không có được kìa trời. À bởi vì tất cả đều có mong muốn giống chị đó chị. Thôi chết rồi, khán giả thích cái gu này ta. Tức là như này anh Thành ơi, một là phải ngây ngô hẳn, hai là phải bad boy hẳn. Phong trần xương phong gió. Phong trần xương gió. Cái nét này không phải nét xương gió, cái nét này nó có cái gì đó, nó ma mị mà nó sexy đó chứ không phải là xương gió. Xương gió là đây nè, cái này mới là xương gió nè. Đây nè, đó. Cái này phủ xương đầy gì gió rồi, xương, bây giờ ơi, cái này nó gần gần tới cát bụi luôn rồi. Cái nét kia nó có một cái sự nổi loạn đó. Latin. Latin à? Giữa đám đông sơn lạ đi. Latino. Latino. Despacito. Thôi, check it out, man. Ok, yo, man. Kết quả mọi người cũng đã đưa ra cho em hết rồi. Bây giờ lại làm khó em nữa. Chọn một người đàn ông mà em cho rằng không phù hợp. Trời khó quá, thật sự luôn, khó quá. Em chọn chàng đẹp trai em dục ra ngoài cho chị. Em ơi em dục ra là mắt liền á. Em hãy nhìn những con mắt đang chờ đợi kia. Và quyết định của bạn là... Thực sự là rất là khó để đưa ra cái quyết định này. Nhưng mà em sẽ đi theo cái con tim của mình nghĩ. Và em xin phép là sẽ chọn. Anh số 1 ạ. Surprise! Bạn ấy tỏ ra rất thích số 1 ngay từ đầu ấy. Đâu, con tim anh gục ngã kìa anh Thành ơi. Trời ơi, Đức Di Đàn. Mời bạn vào chuẩn bị cho phần lộ diện. Cảm ơn các bạn, chúng ta gặp lại sau nha. Rất dễ thương, rất tiếc dễ. Nhưng mà thôi em ơi, mình phải chọn đúng người. Xin mọi người chốt đáp án lần cuối trước khi anh ta lộ diện. Ôi, vẫn một màu tím tím nồng nàn. Em gái, em nghĩ anh ta nằm ở khu vực nào? Đã có chủ. Mời bạn xuất đầu lộ diện. Khi họ hỏi tôi là ai
tôi khỏi nói tôi nghệ sĩ. Vì thế chuyện tình yêu tôi xem đó là vị kỷ. Nhìn người ta có đôi tôi không ý gì kỳ thị, nhưng mà hỏi mày có bộ chứ tôi không muốn suy nghĩ. Vì tôi độc thân, độc thân thì đã sao, chẳng qua chưa có chỗ để con tim này gửi vào. Không phải vì tôi ế, không phải ai cũng chê, mà vì tính tôi hề nên nói chuyện với nhỏ nào cũng dễ. Đã rồi người nào người nấy cũng vác áo nó tới đây, trăm người như một và câu chuyện nó như này. Tôi tính nhỏ này nhỏ nọ, ông nghĩ nó thích cái gì hay ho, ông mua giùm tôi đi sinh nhật nó còn tiền để đó tôi lo. Ủa ông nghĩ tôi là ai, ông nghĩ tôi khoái làm mai à? Ừ thì thôi thấy tội nên mấy lần đầu làm đại, ai ngờ đâu nó khoái nên đến lần một rồi hai, và công sức tôi cho đi nhưng tiền công không trở lại. Tôi đã làm gì sai, tôi như là Ben Luke Bryan, quăng tôi ra đường tình cho không cũng chẳng ai cần. Tại sao cuộc đời lại trêu tôi như thế, tôi đã làm gì nên tội mà đường tình này thảm thế. Ê nghĩ ngày mai ăn cái gì, ý lộn không phải vậy, ý của tôi là tình yêu á, xem lại phẩm chất của những gì tôi còn thiếu. Cũng nhiều thì cũng mệt hoài các kiểu, bên cạnh là ưu điểm còn chưa nói rất nhiều điều, nhưng mà nghệ sĩ khiêm tốn không tiện nói hết ra đây, nhưng cũng vì vậy mà đến giờ chưa ai được thấy. Một chàng trai vừa dễ thương vừa ấm áp, nhiều tài lẻ như vậy mà không có người yêu là chuyện không thể nào có. Người ta kén quá, người ta ế thôi. Bạn bè rủ đi chơi nói thiệt là tôi ớn, kẻ có đôi người có cặp người ta đi đâu cũng có nhau, còn tôi ngồi một chỗ giả bộ nhân tình để làm màu. Nhưng mà rồi hôm nay tôi quyết định sẽ thay đổi à, sẽ bày tỏ với nhỏ là tôi khoái lâu rồi, và mọi chuyện đều suôn sẻ đến khi tôi thú thật với nàng. Nàng cười thật bén lạc nhưng tụi mình nên làm bạn. Che mặt lại. Mỗi người một gói nha. Trời ơi, không còn mặt mũi nhìn đời nữa. Mỗi người một gói nha. Tự biết phải làm gì rồi. Trời ơi, thật giả lận rồi. Thằng nhỏ nó nhảy, nó ca như vậy, nó lặt bông ở ngoài giường, nó tặng em mà. Trời ơi, đau. Đau. Đau ở đây này. Sao vậy? Hả? Ta đàn ông thôi, ta đi nhẹ nhàng đường hoàng khoan thai, sao nãy đi như quậy cám heo, chi cho ta bấm bằng lăng tím. Bạn à, bạn nhìn thấy rồi đó, nhưng mà một mình không chống lại nổi mafia bạn ơi. Ngân và Vinh thì ok, cực đoan dành cho mình, nhưng mà phụ huynh này, tại sao thế hả phụ huynh? Trời ơi, đến cái nước đó mà dỡ rơi bằng tím cho người ta. Phụ huynh xin lỗi. Mà em là ai, làm gì, đến từ đâu? Tên của em là Trung Hiếu, và công việc hiện tại của Hiếu đang là một diễn viên quảng cáo, và có một niềm đam mê với âm nhạc, đặc biệt là nhạc rap. Thỉnh thoảng cũng hay chơi nhạc với mấy bạn ở một số quán cà phê nhỏ. Cái cách nói chuyện tôi làm tôi bị hiểu lầm rồi, thấy chưa? Nhưng mà em á, lúc đầu cái anh này có phải gu của em không, em nói đi. Lúc đầu mà bạn đó bước vào thì thật sự là em rất là thích bạn, nhưng mà một hồi em bị lung lay tại vì rất là khó và tin những anh chị luôn. Chưa. Thay mặt ban cố vấn thật lòng xin lỗi em. Không thay mặt ban cố vấn gì hết. Nhưng mà thật ra em cũng có nghĩ như không vậy. Không ai thay mặt hết, không ai thay mặt của em trơn á. Em ơi, chị nhắc lại với em một lần, đó là chị là người ngồi đây nhiều số liền. Và thứ hai nữa, em có biết không, có những số chúng ta chỉ có một người độc thân duy nhất thôi. Hương Giang nói đúng, nhiều số chỉ có một người đàn ông độc thân duy nhất thôi mà. Những cái màu xanh như thế này nó hiếm lắm, hiếm lắm. Bây giờ em ra cho anh hỏi nè, em suy nghĩ như thế nào về cái cô gái này? Tại vì anh thấy cô mới vô là cô cười em, cô tươi lắm, cô khoái em thích lắm nè. Thật sự em khá bị ấn tượng bởi Tiết Anh. Thứ nhất là con gái cá tính, thứ hai là nụ cười của bạn. Khi mà mình nhìn vào có một cái nét gì đó rất là dễ chịu, cho nên dạng hơi bị rush xíu.
Gì? Rớt rớt là gì? Bị thích thầm á anh. Thích thầm. Chết nha, có hương thầm ở đây nữa hả? Thế cho nên yêu là phải tự chủ, đừng có nghe lời người khác. Thiệt á, không có nói gì nhưng mà lâu lâu trong một số trường hợp cũng nên đấu tranh chút xíu em à. Phụ huynh sai là chuyện bình thường. Chuyện bình thường á em ơi. Em ơi, hát nói cho cô nghe một lời nào đó đi em. Vành đang cười thật bẽn lẽn nhưng tụi mình nên làm bạn. Vành đang cười thật bẽn lẽn nhưng tụi mình nên làm bạn. Tụi mình nên làm bạn. Trời ơi, tới giờ này còn đề nghị làm bạn nữa kìa. Bình rap. Tại sao em? Cổ sai là chuyện của cổ, còn em thích thầm cổ rồi thì em nhào nó đi chứ. Nó mới thật quá. Sao cái bàn tím sao lại động viên người ta đấu tranh? Nói chung là thế này, ở trên sân khấu này thì bây giờ hiện nay bạn không còn tư cách nữa. Nhưng hãy làm điều đó ở bãi xe của phim trường. Đúng. Đúng. Bạn ông mà sợ gì? Không có cơ hội đâu, bởi vì tất cả những con bé này nó sẽ nhào tới. Em đã quát rồi. Chết thiệt. Hồi nãy ông 90% độc thân. Bây giờ vừa ra bãi xe chết ngợp ngay bãi xe liền. Bởi vậy á, để mà dẹp loạn phụ huynh đã cho xuống giới tính thứ ba. Ừ. Mà nó vẫn không hết loạn, lần sau vẫn không hết loạn. Rồi thôi, nói gì nữa. Cảm ơn em. Tìm một con đường, tìm một lối đi. Mời em. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy lần này là một sự lựa chọn sai lầm của Tuyết Anh. Liệu còn bao nhiêu người đàn ông nữa để chứ chúng ta loại đây? Chúng tôi sẽ quay trở lại sau vài phút giải lao. Đừng chuyển kênh nhé. Các bạn đang trở lại với chương trình Người Ấy Là Ai. Đây là vòng thi cuối cùng, chúng ta chỉ còn 3 chàng trai và nhiệm vụ của Tuyết Anh là hãy lựa chọn ra một người đàn ông duy nhất phù hợp nhất với em. Anh ta phải là người độc thân. Ở vòng thi này chúng ta có một cái hashtag cho mỗi bạn. Và khi các bạn có hashtag thì ban cố vấn sẽ đặt ra một loạt câu hỏi liên quan đến cái từ khóa đó. Và các bạn phải trả lời. Chúng ta bắt đầu từ Duy Luân. Hashtag Hoa Bất Tử. Bắt đầu. Tại sao lại là em chọn Hoa Bất Tử? Bởi vì em tình cờ đọc vào một quyển sách có viết là Hoa Bất Tử không bao giờ tàn, cũng như những gì đã qua giữa chúng ta nghiễm nhiên trở thành bất tử. Hoa Bất Tử là không bao giờ tàn, còn tình bất tử là tình không bao giờ tan, đúng không? Hoa Bất Tử mọc ở đâu? Hoa nó được mọc ở Đà Lạt. Ở trong tim chứ. Hình như em ở trong tim anh mất rồi đó. Em nào? Em nào? Bây giờ trong hai người này người nào là em áo trắng. Em áo trắng sao nhìn em áo đen là mình dùng đỏ. Tưởng em áo vàng. Trời ơi em áo vàng. Hết giờ. Có một phút thôi, lo đến đường hoa Nguyễn Huệ. Làm ơn trân trọng từng phút giây của con nhỏ Nguyễn Phúc, mời bạn. Hashtag là tâm lý, bắt đầu. Anh có phải là người đàn ông tâm lý không? Rất tâm lý. Anh có thích một người phụ nữ tâm lý không? Cực kỳ thích. Phụ nữ tâm lý là phụ nữ như thế nào em? Là người hiểu tất cả những vấn đề mà người đàn ông bên cạnh cần. Theo anh thì một người đàn ông tâm lý thì nên quan tâm đến điều gì của người phụ nữ? Điều phụ nữ cần mà người ta không nói ra. Anh có gia trưởng không? Không hề gia trưởng, rất dễ tính. Anh quan tâm đến địa lý không? Đó, xàm nữa. Sai rồi nè, sai nha. Em hầu du dơ vậy đó. Hết giờ. Cảm ơn bạn. Duy Minh, mời bạn. Hashtag trai ngoan. Nhìn mặt thì không ngoan lắm đâu nha. Em tự nhận em là trai ngoan hả? Người có thể hiểu thôi là hai nghĩa. Nhưng mà nếu mà nói về tình yêu thì em nghĩ là nên xét theo nghĩa đen hơn. Như thế nào thì là ngoan? Khi mà đã yêu rồi thì mình nên tôn trọng cảm xúc lẫn nhau. Ai thắng ai thua không quan trọng. Quan trọng là cảm xúc người con gái sau khi đã trải qua một cái gì đó nó tồi tệ, nó phải được tốt lên. Anh có mấy chục người yêu rồi? Không nhớ nữa. Không nhớ nữa. Trai ngoan nhiều quá không nhớ. Anh nghĩ là bạn ấy có phải là một cô gái ngoan không? Thì mình thấy bạn là một người rất là tử tế trong tình yêu, nhưng mà bên trong có một cái đó rất là nổi loạn. Vậy một cô gái nổi loạn như vậy có phù hợp với trai ngoan không? Phù hợp. Hết giờ. Cảm ơn em. Mời các bạn vào trong chuẩn bị. Xin mời mọi người hãy bàn về những chàng trai vừa xuất hiện. Đầu tiên chúng ta sẽ bàn về Duy Luân. Theo như phụ huynh thấy thì chàng trai này rất đàn ông bên trong, rất sâu sắc và tình cảm.
thế nhưng. Thế nhưng. Thấy chưa? Cuộc đời đâu có cho phép chúng ta hoàn hảo trước tất cả mọi chuyện, cho nên chàng trai này sẽ hay đi trước nhiều vấn đề. Chàng trai này có sự nhí nhảnh dễ thương, năng lượng rất yêu đời. Sẽ cho lại trong em khi cái trong năng em khác. Có một nỗi niềm rất là nặng, em chưa xóa được cái đó. Đó là lý do nếu như mà anh đã đến với bạn á, trong cái thời điểm mà bạn đang cảm thấy bị tổn thương về tâm lý, tình cảm của mình á, thì anh sẽ là niềm vui cho bạn, nhưng nó cũng là một cái nhược điểm khi mà anh thích cái sự vui chơi nhiều hơn lo về cảm xúc của bạn, nên mình cũng phải suy nghĩ. Cái mà khó nhất không bao giờ mình lấy lại được đó là tuổi trẻ, đó là thanh xuân. Và bạn này bạn đang trong cái thời đó. Và đừng có bị căng thẳng nhiều quá, đừng có quan tâm nhiều quá, hãy cứ đến đi, cứ vui đi, cứ yêu đi. Thì anh chàng này rất là phù hợp. Cái quan trọng nhất ở đây là như vậy này, em không còn sự lựa chọn, nhiều nhất là một chàng độc thân ở đây. Thế nên bây giờ không phải vấn đề là hợp hay không hợp nữa, mà đây là có thể là chàng độc thân duy nhất rồi. Em không nghĩ anh này độc thân. Em nghĩ là đã có chủ rồi. Rồi, tiếp tục ta bàn về bạn Nguyễn Phúc. Khi mà anh trả lời á, thì chị nghĩ anh có chủ. Em cũng nghĩ vậy. Với cái người tâm lý không gia trưởng mà hiểu phụ nữ mà lại chưa có gia đình ở tuổi này á, thì là khó. Đầu tiên khi anh bước ra thì anh thấy một cái chiếc nhẫn khá to đeo ở cái ngón này. Trời ơi, soi lên tới cái nhẫn luôn hết trời. Và anh ta hay có lấy cái tay che như thế này nè. Cách anh nói chuyện, cách anh nhìn em, cách anh giới hạn với em, đúng không? Cái anh chỉ đang gợi ý cho mình thấy về điều đó. Và anh khẳng định anh này có vợ rồi. Có chủ rồi. Có chủ, có chủ. Bàn về nhân vật cuối nào, hot boy. Anh này em nghĩ chưa có chủ, độc thân. Anh này nói thật nhá, chị nghĩ là giới tính thứ ba ạ. Có cảm sao giác hai chúng ta giống nhau thế nhỉ? Cái gương mặt điệu đà, cái cách nói chuyện chỉnh chu, nhưng nó không phải là cái kiểu chỉnh chu đó. Nó có cái gì phảng phất đúng không phụ huynh? Phảng màu tím rịm á. Sầu răng lên tím biết bao giờ cho nguôi đấy. Hơi răng răng lên cái đoạn hơi đấy. Sầu thiệp hồng à. Đấy. Nó hơi hồng hồng tím tím chứ không phải tím ngắt. Từ đầu đến giờ thì anh nghĩ cái anh này là anh độc thân. Nhưng mà sau khi anh trả lời xong thì anh cảm nhận là ảnh dường như là không muốn em chọn ảnh đâu. Ảnh là người đã có chủ. Đầu tiên anh nhìn khuôn mặt em có cảm tình với ai trước. Đó là cái điều đầu tiên, tại vì cái nhìn nó quan trọng lắm nha Thành. Anh bãi xe. Bãi xe. Tại sao đi loại người ta? Tại mình. Tại không, mình không chị phải, dạ. Không phải, tại vì em cũng nghĩ như vậy. Rồi, cảm ơn em. Về chỗ. Tôi xin ban cố vấn đưa ra một bức ảnh duy nhất mà các anh chị cho rằng phù hợp nhất với cô ấy. Dạ. Em nghĩ anh này độc thân nhưng mà không nghĩ là phù hợp với bạn này. Thay đổi. Chúng ta cùng gặp lại ba chàng trai. Xin mời. Give it up, give it up, yo. Chúng ta có ba anh chàng rất là khôi ngô, tuấn tú, đẹp trai. Khán giả hãy bình chọn giúp Trấn Thành một người mà các bạn cho rằng phù hợp nhất với bạn Tuyết Anh. Xin mời. Rồi, đây là cái kết quả sát sao nhất trong lịch sử của người ấy là ai? Pamipapapipapapipo. Dễ thương quá Thành ơi. Ôi trời, khó quá. Xuất sắc quá, chương trình lần đầu tiên tôi mới thấy rằng là nó khó chọn đến như vậy thật sự. Cái chỗ nào khó là chỗ đó có Phương Thanh. Phụ huynh tới rối liền. Xích sao liền. Bây giờ, ba chàng trai, cho tôi biết vì sao cô ấy nên chọn các anh. Bắt đầu Duy Luân. Wow. Thì anh chỉ không nói gì nhiều đâu, anh chỉ hành động và sẽ có hoảng lấp nhưng nỗi buồn của em. Hãy dành một cơ hội nha. Trời ơi em nói đúng không? Cái màu ông này màu là bánh huyết. Trung thu lava cắt cái nó chảy. Nhưng mà người ta bây giờ thích nghe sến lắm nha. Trong cuộc đời sến nó mới hạnh phúc em. Anh sến lắm, lãng mạn nó vui em ạ. Nguyễn Phúc, mời bạn. Anh không phải là người khéo ăn nói, nhưng mà anh chắc chắn người phụ nữ bên cạnh anh là người phụ nữ hạnh phúc. Hả? Tiểu thuyết này còn ghê hơn tiểu thuyết nãy nữa. Dạ, đàn ông nè. Tiểu thuyết này mới ghê nha Thành nha. Chết rồi. Có nghĩa là bên kia là trường phái là tình cảm Đài Loan. Đài Loan. Nó nhẹ nhẹ, nó sướt mướt tí, nhưng mà đây là tình cảm Mỹ nè. Tuyên ngôn đó nha, yêu là tuyên ngôn đó. Đừng đẩy qua tới tiểu thuyết Ấn Độ tôi xỉu liền. Check it out nè. Di Minh. Em à. Hả? Chứ em à, tôi muốn xỉu hả? Em có hả? Tin là mọi thứ trên đời đều có hạn sử dụng của nó không? Nếu mà tình yêu của chúng mình là một cái hộp ấy, anh không mong nó hết hạn đâu. Nhưng mà nếu có cái hạn phải đề vào thì anh sẽ ghi là
một triệu năm. Trời ơi, yêu gì mà xa dữ. Bồi hiểu cái đó rồi, bác không tin được không? Mới đầu á, nghe cái vụ mà có hạn cái này là ê, nó bỏ hạn em rồi em à. Cái đẩy cái vụ ghi một triệu năm tới bài cái này nó qua thanh xà bạch xà. Không, cái này phim 1000 mấy tập chưa hết. Anh lấy như vậy nè, còn nếu như phải có cái hạn á thì anh muốn em hãy là người điền vào cái hạn đấy nhá. Dễ thương không? Dễ thương không? Ủa, tôi nói rồi, cái kèo này của tôi không lấy được đâu. Chết rồi. Chị ơi, em không biết là gu của chị là triệu năm như vậy. Ok, rồi. Cái chuyện đó là của phụ huynh gia đình em. Chứ còn bây giờ là em nè. Một bó hoa. Gì? Sao bó hoa nó gói cái giấy thì phong thủy quá vậy? Sao Giang nó nói cái này tôi lo. Sao nó nói cái bông màu tím vậy? Thôi kệ, em ăn ở phải, mẹ thương mẹ độ cho em. Lựa cho... Duyên lành thì hưởng, duyên mà lành. Duyên nghiệp phải chịu. Ờ, kệ nha, em ngán em. Đây, một bó bông, ba người đàn ông. Hãy gửi cho người đàn ông thích hợp. Chúc em may mắn. Good luck, baby. Ngọt ngào, chín chắn và cuốn hút. Ai sẽ là người chiếm lấy trái tim mạnh mẽ của Tuyết Anh? Hãy cùng chờ đợi câu trả lời sau vài phút dành cho quảng cáo. Người ấy là ai? Đi từ bên phải rồi đứng ở đó luôn đó. Trời ơi, trời ơi. Con bé nó đang đi dạo đường qua Nguyễn Huệ. Ta sẽ gặp lại sau. Cảm ơn các bạn. Đi vô ngay. Đi vô ngay. Một lần nữa chúng ta sẽ gặp lại. Đi vô. Trời ơi. Chúng đọc hả anh? Cho tim đập dữ vậy. Không, mà lên đó là có cảm xúc đó. Khi đến gần nó. Các bạn thân mến, bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ bà Nguyễn Phúc đầu tiên. Và ban cố vấn hãy chốt suy nghĩ của mình về anh ta. Hình như 4 cái màu đỏ luôn phải không? Em cũng vậy. Và mời Nguyễn Phúc. Suốt cả ngày từ khi gặp hôm nào đêm về tôi cứ xôn xao và thế là tôi yêu yêu thật là yêu và không dám làm liều. You make me crazy 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 chẳng đợi em bên anh không một ai được tin. You make me crazy 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 chỉ mình tôi điên thôi muốn thì điên mà yêu được rồi. Chủ. Và anh khẳng định anh này có vợ rồi. Em cũng vậy. Thật
Thật ra không khó quá để nhận ra bạn là người đã có chủ. Bạn là ai, tên gì và hiện nay cuộc sống như thế nào? Em xin giới thiệu, em là Nguyễn Phúc. Hiện tại em đang kinh doanh chuỗi nhà hàng bụi tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Bạn kinh doanh chính xác đó là cái gì? Nhà hàng của em thì kinh doanh về các đồ nướng kiểu Tây. Bữa nào đãi tôi đi ăn đi. Em đi kè với. Bớt nhiêu phần trăm nếu tụi chị xuống? Tụi chị xuống em mời hết. Wow. Có kèo đi ăn rồi. Okay. Đi hết thôi, hết quay trăm đi. Đó là tao phải vậy nè. Dạ đó. Ok nha, có gì anh sẽ kéo phim trường xuống khoảng chừng 200 mấy 300 người thôi nha em thôi. Ok, gia đình em sao rồi? Là có người yêu hay là có gia đình luôn rồi? Tại thì em chỉ đang trong quá trình tìm hiểu, chưa có gia đình. Cổ là người như thế nào? Nói chung là rất là tuyệt vời. Cổ biết em tham dự chương trình này không? Dạ biết. Cho đi luôn. Bình thường. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi mà giỏi dữ vậy? Em 28. Trời đất ơi. 28 mà tuổi nhà hàng. Trời ơi, chuỗi, anh ơi, quan trọng là cái từ chuỗi. Chuỗi. Anh ở nhà thì anh giờ chỉ còn mấy chuỗi hạt sen chưa nấu chè thôi. Chuỗi đây là chuỗi nhà hàng, anh chơi không lợi em rồi. Tuổi quá giỏi, 28 tuổi quá giỏi. Chúc cho bạn với là cái cô bạn mà hiện tại mà có thể sẽ là vợ tương lai của bạn sẽ có được thật nhiều những cái may mắn, và cho cái chuỗi nhà hàng bạn cắt dưa tôm tươi luôn. Và chắc chắn một ngày nào đó chúng tôi sẽ kéo bè kéo lũ xuống ăn. Yeah. Hy vọng lúc đó bạn đừng có nhớ khi xưa làm ngơ. Yeah. Hy vọng bạn đừng làm ngơ nha bạn nha. Cảm ơn bạn đã đến với chương trình. Trước khi chia tay hãy nói một lời với cô gái của chúng tôi được không? Thì trước khi chia tay anh muốn chia sẻ với em một tí điều thôi. Có những cái lúc khi mà trong chương trình diễn ra thì thấy cái sự bối rối của em, cái điều đó đang nói lên là em đang rất cần một người bên cạnh em. Thì anh mong là em sẽ chọn được đúng cái con người mà em mong muốn. Hashtag là gì? Tâm lý. Yeah, đúng rồi. Thật ra nếu như phải nói á, cái người mà em cảm thấy là phù hợp với em nhất là anh. Nhưng mà em khá là sợ bởi vì bạn trai cũ của em gần như là giống ảnh. Một người làm ăn, một người cũng mở một cái chuỗi cà phê. Và em cảm thấy rất là sợ mình bị tổn thương một lần nữa. Dạ. Thôi không sao đâu cưng. Đã chuỗi nhà hàng lần, có người lấy trước em rồi nha. Thì, và chúc cho bạn thật là may mắn nhé. Cảm ơn đã đến với chương trình. Bước ra là thấy rồi. Anh chàng đã có chủ đầu tiên xuất hiện. Liệu rằng Duyên Minh sẽ mang đến thân phận gì tiếp theo? Bí mật sẽ được bật mí sau ít phút dành cho quảng cáo. Người ấy là ai? Người ấy là ai? Và bây giờ sẽ là chàng trai thứ hai. Xin mọi người hãy chốt cái suy nghĩ của mình về Duy Minh lần cuối đi ạ. Quan điểm cuối. Hương Giang thì sao? Ồ. Phụ huynh. Thật sự đó đây là chàng trai độc thân. Nếu đây mà là chàng trai độc thân thì người em chọn Banh. Banh. Banh ạ. À. Em là gì cưng? Rồi. Mời bạn Duy Minh. Tôi cũng có cảm giác. Sao hai chúng ta giống nhau thế? Anh không muốn em chọn anh đâu. Wow.
hoàng cuối. Tại sao mọi người không cô chọn anh ơi? Hốt cú chót quay MV. Chị đã đúng rồi, chia buồn cùng em. Chương trình có ba anh độc thân không đó? Trời ơi. Không em ạ. À. Nhìn đi. Gồng con chuột lên coi. Chuột cao lạnh. Trời ơi. Phụ huynh lại ngon luôn, phụ huynh. Phụ huynh phải ôm cái lấy lại chứ. Lấy lại liền. Phụ huynh tìm hàng. Trời ơi. Thôi, em hãy về. Mối duyên này giờ là của phụ huynh đã không được, em về. Trời ơi, độc thân hai người rồi, hết hàng rồi. Bạn là ai? Thế lực nào mang bạn tới đây? Bollywood đưa tới. Kiểu năm trước đưa tới đây không đó. Có cái câu 1,5 triệu là người ta chọn rồi. Xin chào mọi người. À, em tên là Duy Minh. Thì hiện tại là em đang cực kỳ độc thân. Em ơi, em có nghe cái câu đó không? Cái câu cực kỳ độc thân. Cái kiểu là tôi hay lâu lắm rồi, hốt đi, hốt đi. Nó được dịch như vậy. Bạn buồn buồn. Thành, cho phép hỏi. Tuổi gì Minh? Em tuổi con trâu. Sửu. Sửu 85. Tuổi Sửu 85 hay 97? Em 97. Tuổi 97. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Anh, em nghe đồn á, mọi người nói là ăn thịt hồng hài nhi là trường sinh bất tử đó. Yeah, con, yeah, em yeah, muốn yeah, 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 yeah. Bà sát đi về. Bà yêu nó đi. Thiệt tình thấy đẹp nó tràn lên nè. 21 tuổi mặt cái mặt ta nói nó dày dặn xương gió. Dày dặn xương gió quá, tuyệt vời. Một nét em tuyệt vời. Em 21 tuổi mà em làm gì mà em gào thét rồi em nói là em cực kỳ độc thân, em đang báo động đỏ chi vậy em? Yên tâm, cuộc đời còn có quá nhiều người phụ nữ đẹp mà. Phương Thanh ở đâu sẽ đến với em thôi. Còn quá nhiều người phụ nữ đẹp mà. Và đừng lo anh ơi, không có áo trắng thì một loạt áo đen, áo đôi đang ở phía sau cùng đang chờ đợi anh. Thì em ở dưới mừng lắm. Bãi xe welcome. Bạn cho tôi biết là hiện nay bạn đang làm công việc gì đi ạ? Hiện tại thì em đang làm người mẫu và diễn viên tự do. Ngay cái lúc mà bạn nhìn cô gái, bạn nghĩ điều gì? Thực sự là... Có thích không? Có. Có. Thì... Nó rung. Hi. Đang chân thành. Khi mà em nghe là bạn ấy học võ là thực sự là em có cảm tình. Minh, chị cũng có võ nè Minh. Tứ đẳng quyền đai bộ môn karaoke. Nhưng mà thường thường thì những người phụ nữ mạnh mẽ thì bên trong của họ luôn là yếu mềm hơn bình thường. Yeah. Hiểu đàn ông. Yeah. Ê, quên xin lỗi. Cái đặc quyền lớn nhất của người phụ nữ là được phép yếu đuối. Dạy gì mà không xài cái quyền đó em. Đau lòng quá à, em không ngồi đây nữa đâu. Không ngồi đây nữa đâu. Nhõng nhẽo ghê. Cái đó không phải là yếu đuối nha. Cái đó là nổi da gà. Muốn nói cái gì chân thành nhất nói với người ta đi. Em ơi, chuyện tình yêu thì lúc nào cũng thế. Đi mãi bao năm lê thê, mong tìm được ai trên lối về. Gu bên kia. Gu bên này. Biết anh. Hẹn anh ở bãi xe. Bãi xe hả? Nó hẹn rồi kìa. Cảm ơn bạn đã đến với chương trình. Thank you. Ai hay biết ta nhìn thấy đâu người sẽ khiến trái tim dành trọn yêu. Quý vị nghĩ đi, một số có hai người đã bị gạt thì nói làm gì nữa. Thành ơi, người ta đi nó có số. Đúng. Cô này toàn bị mất người yêu trong gan tấc. Thôi thì số phận đã định đoạt. Chúng ta giơ tấm bảng cuối cùng với suy nghĩ của mình về anh chàng mà cô ấy đã lựa chọn. Bây giờ mới là quyết định nha. Với anh thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Bạn Duy Luân, mời mọi người. Mình đã khuyên em ý rồi thì mình phải tin được em mới độc thân. Okay. Bây giờ mình nuôi hy vọng đi. Tất cả chúng ta truyền sức mạnh cho em đi. Rồi. Cái gì? Ủng hộ em. Đây là game show thực tế thế đi, đây không phải là cái buổi cầu nguyện. Đây là hy vọng về thắp đèn trời. Tại vì hồi nãy giờ bị trật hai lần rồi, quá tam là ba và lần thứ ba rất nguy hiểm cho nên cầu nguyện. Chúng ta cùng gặp gỡ Duy Luân. Thank you.
Ba chị em, ba chị em. Chết luôn. Nhớ những lúc giận nhau chẳng ai nói một câu. Tình phố sẽ sao lặng thêm. Giấc mơ đẹp bay ra ngoài không gian chật hẹp. Anh đã khi nào gạt em chưa? Bài ca này viết thì không cần thử. Cuộc sống dù có ra sao ngày tháng thì em hãy nghĩ bên cạnh là tình yêu của anh. Dù là mùa gió đêm lạnh run thì vòng tay anh ấm nồng. Hai ta là hai điều mộng nào vô tình gặp gỡ. Một đêm nay thôi cho con tim anh mong chờ. Em ơi cho anh nhìn thấy nhẫn thế trên một ngón tay viết tên hai người lên giấy đóng dấu từ ngày hôm nay trước. Chàng trai này có sự nhí nhảnh dễ thương, năng lượng rất yêu đời. Anh chàng này rất là phù hợp. Có thể là chàng độc thân duy nhất rồi. Em không nghĩ anh này độc thân. Diễn xuất sắc luôn. Để gia đình hình lại coi cái chuyện gì nó đang xảy ra ở cái khu vực cầu nguyện này. Chương trình này biết gây bất ngờ quá ha. Em run muốn xỉu. Cái gì run? Tại sao run? Trời ơi, đâu có phải mình em. Em ơi, em là cô gái duy nhất có ba chàng trai độc thân. Dạ. Lần đầu tiên làm như chương trình ưu ái em nên gửi gắm hàng chất lượng cao cho em. Em biết không? Đóng vai ác như Thúy Ngân mà nó còn đổi bạc cho em là em hiểu rồi đó. Ông này nè, rất đàn ông mà đàn ông baby. Anh này có thể là tím đó, nhưng mà sau khi chúng ta cầu nguyện thì anh ấy xanh. Chị tin là có phép màu luôn hả nha? Con bé này nó thiệt. Phép màu có thể xảy ra cho em tất cả em. Mọi người. Cảm xúc hiện tại của em bây giờ như thế nào sau khi em nhận cái ôm mà rất là chủ động từ cái con người này? Không, đừng có hỏi em này. Mình hiểu em này, hỏi em này nè. Cảm xúc em như thế nào? Mắc cái mớ gì hả? Tự nhiên đâu lại tràn tới ôm con người ta vậy hả? Phụ huynh người ta còn ngồi ở đó. Tại sao không ôm phụ huynh trước mà ôm người ta? Làm phụ huynh hết hồn, tại sao không ôm phụ huynh trước? Thật sự thì em nghĩ là chắc cô gái này sẽ không chọn em đâu. Bởi vì em nhìn còn con nít quá. Nhưng mà cảm xúc mà Tuyết Anh đưa hoa cho em thật sự rất là xúc động. Nhưng mà tại sao em không rung? Tuyết Anh xuống nói em không có rung. Em rung nhưng mà em nhìn để em giữ bình tĩnh cho bạn gái cho Tuyết Anh. Wow. Chuẩn sẵn mâm ăn được rồi từ bạn gái. Ê, check it out, man. Bình tĩnh nào. Trời ơi, Tuyết Anh ơi, chị mừng quá, Tuyết Anh ơi. Mừng rơi nước mắt luôn á. Mừng rơi nước mắt nha. Em tên gì? Ở đâu tới?
tuổi gì, nhà ở đâu, địa chỉ số mấy, để phụ huynh xuống hỏi thăm ba má vợ chồng ở dưới coi. Phụ huynh suy gia coi. Dạ, em là người Đà Nẵng. Đà Nẵng mà có sống trong này chưa? Dạ rồi, em làm việc trong này một năm mấy rồi ạ. Thấy sao rồi, ổn không? Dạ ổn. Và đẹp đi đâu cũng ổn hết em. Em bao nhiêu tuổi? Em năm nay 23 tuổi. Bạn này 23 tuổi mà cho đứng cạnh các bạn lúc lấy 21 nhìn nó hợp lý hợp tình ha. Hợp nhau ha. Ok. Đây 23 em hai bao nhiêu? Em 23. Trời ơi hai đứa bằng tiền định. Duyên tiền định đúng. Em ơi, cái cảm xúc của em dành cho cô gái này là như thế nào cho anh biết coi. Không có cái gì là lấy lòng nhau ở đây hết. Mình có nghĩ sao mình nói vậy để cho bạn nữ bạn biết, đúng không? Rồi sau đó mình tìm hiểu nhau sau. Dạ, thật sự thì em đến với chương trình này cũng mong là tìm kiếm một nửa của mình. Bởi vì công việc của mình nó rất là khó tìm kiếm được người yêu mà thật sự người ta hiểu mình. Đó là lý do mà em xuất hiện chương trình ngày hôm nay. Và cảm xúc của em bây giờ là thật sự em rất là hạnh phúc. Em à, cho anh hỏi nè. Bây giờ là em sẽ có dự định là có một cái cuộc hẹn hò chân thành gọi là đúng nghĩa với cô gái này không? Dạ có. Em bé, em nghĩ sao về anh chàng này? Thật ra là khi mà em chọn bạn á, bởi vì một cái duy nhất đó là em muốn thay đổi cái cuộc sống của mình. Bởi vì cái người trước em quen họ đã quá trưởng thành, họ đã quá chững chạc. Và khi mà em cố gắng để mình trưởng thành theo cái người bạn trai cũ của mình, thì em cảm thấy là em mất đi bản thân của mình. Em đang bị lướt qua thanh xuân mình một cách không đáng. Dạ, thì em hy vọng bạn này sẽ đem lại thanh xuân cho em. Nè, trước khi mà hẹn hò với nhau, phụ huynh dặn về không có đánh người ta bằng đai đen của mình nghe chưa. Ra đường người ta có gì nhớ bảo vệ người ta. Con gái lúc nào cũng tỏ vẻ như mình là mạnh mẽ lắm, nhưng sau bên trong lúc nào cũng yếu đuối lắm. Em chỉ dạy thêm một kinh nghiệm nè. Con gái á, kể cả có đai đen võ thuật đi chăng nữa thì cũng không được thể hiện ra. Mình có đai đen đi chăng nữa thì cũng phải bảo anh đánh em đi, anh đánh em bằng đai đen của anh đi. Đấy, người ta mới thích, đàn ông mới thích. Câu chuyện về sau tụi em giải quyết với nhau anh không biết nó như thế nào, nhưng ít ra hãy cho mọi người một cái niềm tin rằng là chúng ta đến đây bằng sự chân thành, chúng ta không có đùa giỡn với tình yêu và cũng như là đùa giỡn với cảm xúc của người khác. Anh hy vọng là tụi em cũng sẽ có với nhau một cái buổi hẹn hò gì đó để tìm hiểu nhau. Còn cái chuyện tính cách có hợp hay không thì mình tính sau. Hẹn hò nhau nhớ post Facebook hình cho chúng tôi làm chứng. Xin một lần nữa cảm ơn các bạn và xin được gửi tặng cho các bạn một phiếu đi ăn tối tại nhà hàng Prime 21. Và riêng bạn nữ sẽ nhận được một bộ nữ trang cao cấp đến từ nhà hàng Presita, đến từ công ty cổ phần vàng bạc đá quý Bến Thành. Và xin được cảm ơn tất cả những vị cố vấn đã tham gia chương trình. Xin mời cùng lên chia sẻ với họ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 21 giờ thứ 6 tuần sau trên HTV2. Chương trình do DID TV thực hiện. Cảm ơn City Điện Máy Trời Lớn đã tài trợ chương trình này. Xin chào tạm biệt. Cái gì vậy tụi con? Từ từ cái gì vậy? Ông bà già rồi làm sao có sức khỏe mà đi nhanh giống như tụi con? Ông bà con già mà. Ông bà nó coi chung như hai con hoa mới nở. Trời ơi, trẻ trung như hoa mới nở bà ơi. Thành chốn. Trời đất ơi, cứng quá bay. Thấy anh đợi cái răng. Thấy ghép, thấy ghép. Thấy ghép, thấy ghép. Thấy ghép, trời ơi, cưng dễ sợ cưng luôn á bà. Thành, con giúp ông bà cho tụi nhỏ thi thắng nha. Bà tặng cho lố mặt nạ. Không, mặt nạ bà bữa con xài gì không muốn chết nè. Chị nâng em ngã, chị té em đỡ, chị đỡ em té, chị em té đỡ, chị ngã em nâng, câu nào đúng? Chú nói gì vậy chú? Chú nói gì vậy chú? Chú nói gì vậy chú? Không biết câu trả lời rồi. Em ngã chị đỡ em. Em ngã chị đỡ em. Em ngã chị đỡ em. Tôi muốn xỉu. Một bà già ngồi bán gà, một đám lâu la đi ngang qua, bắt bà già giao cho con gà ta la hết gà, buông ta ra, bà già đành thả gà ra, đám lâu la rượt theo con gà ta, bà già lắc đầu thở ra. Hỏi, có điều gì vô lý trong câu trên không? Điên à! Con cuốn chiếu 100 chân bò ngang qua bãi rác, hỏi nó còn mấy chân? Thì nó còn 100 chân chứ tôi mất mới kìa bồ, cái rác nó không có chân nào. Không chính xác. Sao vậy? Còn 98 mà hai chân nó thúi quá, nó bịt mũi. Thúi quá bịt mũi. Ê, không có đâu, có con kiến nào mà nó biết bịt mũi. Thì đó. Ở đâu ra? Kệ đi. Nó không có đâu nội. Con cuốn chiếu đâu phải là con người đâu. Thôi đó, em không phục. Không phục chân thành. Không phục ngay chân thành. Đón xem Nhanh Như Chớp Nhí lúc 20 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV2. Bất ng
ngờ, hấp dẫn, đang đầy say đắm. Cố lên. Sao khóc? Em không biết là sau này em sẽ chọn đúng hay không. Nhưng mà ví dụ em có chọn đúng chẳng hạn, tự nhiên em vẫn có một cái gì sợ sợ. Tất cả sẽ có trong tập tiếp theo. Người ấy là ai? Được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV2 VChannel.